đừng có cho số điện, đừng cho địa chỉ trên đây. Chị mà cho địa chỉ trên đây là người ta đánh supply em luôn đó, là em khỏi like cho mấy chị được luôn đó mấy chị ơi. Đừng cho địa chỉ nha, đừng cho địa chỉ giùm em mấy chị ơi. Không thì mấy chị kết bạn giá lồ giùm em đi, kết bạn giá lồ số 63 đuôi đi nha. Vào trong trang chính của em thấy số điện thoại giá lồ số 63 đuôi của Lê Ấm, mấy chị kết bạn liền giùm em cái số đó đi, chứ mấy chị đừng cho địa chỉ trên like mấy chị ơi. Không cho địa chỉ trên like nha, chị nào mà cho địa chỉ trên like là em không chốt luôn á. Nó bị vi phạm đó mấy chị mà cho lên đây là nó bị lộ thông tin là nó sẽ bị vi phạm đó. Nên chị Mỹ Lệ mà có gì chị kết bạn giá lồ giùm em đi, em nhận nhắn tin bên giá lồ đi, số 63 đuôi đó, kết bạn liền giùm em đi nha. Rồi có gì em sẽ nhắn tin riêng với chị ha. Rồi 75kg độ về nha, con này là 63kg, 75kg, chốt liền em là mã. Mã 31 giùm em, 140, mã 31, 140 giùm em luôn. Đó, sale luôn, 140, 140 cho em, ai lấy thì cứ chốt đi giùm em nha. Mã 30 cho chị Lê Thi, mã 30 cho chị Lê Thi. Ai chốt 30 nữa em còn em chị ơi. Một con nữa là hết luôn rồi đó. Em chào chị Nguyễn Linh nè, em chào chị Mai Huệ nha. Mấy chị nào đang xem em, mấy chị cho em xin một nút chia sẻ đi. Chị Kim Xuyến cho em xin một nút chia sẻ nha. Chị Mười Ngọc cho em xin một nút chia sẻ nha chị ơi. Chị Thanh Thúy nè, lên cho em một nút chia sẻ đi mấy chị. Hương em cho em xin một nút chia sẻ đi. Để tại vì nhiều khi mấy chị kia không có biết em vô like mấy chị. Tại vì hôm nay em like hơi trễ. Mấy chị cho em xin một nút chia sẻ đi, tí nữa em lên hàng sale xem mấy chị. Sao bên đây nó bị mờ dữ vậy ta? Mấy chị mà có thấy mờ là mấy chị phải báo em liền nha. Đang em còn chỉnh lại cho mấy chị xem cho nó rõ mấy chị ơi. Sao em thấy bên thợ bò mà lai nó bị mờ dữ vậy ta? Lai nó bị mờ dữ nè. Rồi đây em lên tiếp cho mấy chị này, con này quả thiệt luôn. Rồi ghi giùm em con này, chốt cho em liền. Chị Kim Xuyến chia sẻ giùm em, chị Kim Xuyến nha, chia sẻ giùm em đi mấy chị, chia sẻ vào nhóm giùm em đi mấy chị, chia sẻ vào nhóm, chia sẻ vào trang cá nhân giùm em đi. Rồi con này size 55 cho đến 70 kg, chốt liền giùm em là mã 32. Trời ơi, form rất là đẹp nha, đá rất là đẹp luôn giùm em nè mấy chị thấy không, đẹp cực kỳ đẹp luôn nha. Mẫu này là em đang sale giá rẻ cực kỳ luôn mấy chị ơi, em đã ôm được cái lô này giá rẻ nên em sale mấy chị giá rẻ thôi, chứ thực chất của nó là cái giá nó, giá nó là mắc, nó cao lắm mấy chị. Rồi ai lấy con này comment lên giùm em là mã 32. Em chào chị Châu Minh nha. Rồi chị nào đang xem em mấy chị chấm chấm thôi giùm em mấy chị ơi. Rồi mã 32. Hãy cho con mấy cái áo một cái lô hàng mới về em ạ. Rồi bây giờ em sẽ lên cái lô hàng làm mấy chị ơi. Cái lô hàng mới vui nè. Thì hãy lên kiếm cây nào mà nó màu mè xíu. Rồi em chào chị Phùng Thị nha. Rồi chị nào đang xem em mấy chị trắng giùm em đó mấy chị. Trắng trắng lên giùm em. Nè. Sale hết. Em chào chị Nguyễn Hải nè. Rồi em chào mấy chị yêu nè. Cho chị xem màu tím cà chua không? Tiếng cà chua trên tường. Dạ rồi, ok chị Hải nè. Chị Hải bao nhiêu ký quên mất tiêu rồi. Giá bao nhiêu? Dạ chất trẻ hung soi đen là em đang sale giá là 140. Vợ đang sale giá 140. Mạng của hư yếu quá gì xem bị đứng ngoài. Giờ sao giờ em hót ra em vô lại luôn rồi đó. Hay là mấy chị gán đi tí nữa cho nó hết, nó bị nhòe đi nha. Mấy chị không cạn giùm em nha. Chứ bây giờ em tắt rồi, em vô rồi mà nó cũng vẫn bị trùng nhè. Mẹ lấy cho con một cái áo trứng gà đi mà. Còn size của chị Hải không? Vừa. Vừa hả? Con nó xuống đây. Rồi đây con này chị đầu ưng thì chốt đi giùm em ha. Rồi, cái gì? Mai. Dạ đúng rồi, tại vì em like thêm cái máy bên
đây nè, cái máy bên đây nó bị đứng hoài à mấy chị. Cái máy bên đây cái mạng nó bị yếu quá đứng hoài, em like hai máy lận mấy chị. Còn đây con này quá xuất sắc luôn. Mẫu này chị nào lấy thì chốt đi giùm em luôn. Chất bao đẹp nha, lưng chung nè. Đó, rất là sang luôn giùm em nha. Có độ co giãn, rất là co giãn luôn giùm em. Đó, form này chị nào lấy thì chốt đi giùm em. Cái này là em 70kg, 1m50 là em mặc vừa. Nhưng mà em sẽ không, nhưng mà con áo này nó hơi to. Nhưng nên em sẽ chốt cho mấy chị tầm 50kg cho đến 70kg. Chốt đi giùm em con này quá xuất sắc luôn. Rồi ghi giùm em con này à nã. 33, sale cho mấy chị là 110 luôn nha. Con này em sẽ sale luôn cho mấy chị là một giá 110, rất là sale luôn. Hàng này người em bán, em đem về em bán 200 vẫn được, nhưng mà không, em sẽ bán cái giá rẻ cho mấy chị để cho mấy chị mua ha, cho mấy chị thích mấy chị mua nha. Tại vì em muốn lấy là muốn đi hàng cho nó nhanh, nó bán rẻ cần số lượng, đi hàng cho nó nhanh để cho mấy chị nhận hàng đi, mấy chị họ không hối hận đâu. Khi nào mà shipper giao đến mấy chị cho kiểm tra hàng, nếu mà không giống như trước giải em nói là hàng cao cấp, hàng đẹp thì mấy chị cứ trả cho em. Giá chỉ có 110 thôi, nhưng mà cái chị giá của cái áo này là 200 được luôn mấy chị nha. Đó, rồi ai lấy con này ghi giùm em là mã 33, sale luôn cho mấy chị 110. Mã 33 này em sale luôn cho mấy chị 110 nha. Mấy chị nào đang xem bên đây, mấy chị bấm vô follow giùm em, mấy chị ơi bấm vô theo dõi follow liền giùm em đi mấy chị. Rồi mã 33, sale luôn cho mấy chị 110. Rồi con áo này, để em mặc thử coi chị Hải mặc vừa không, chị Hải 70kg đúng không? Rồi đây nè, con này để em coi, tại vì em 70kg, 1m50. Để em mặc thử cho chị Hải xem thử nha. Tại vì em nhớ lại mặc vừa, tại vì form này là hàng cao cấp mấy chị. Hàng cao cấp nên nó có độ co giãn lắm. Chị nào thích mặc ôm là vừa. Chị Hải thích mặc ôm không? Thích mặc ôm là ok. Chứ mà mấy cái form hàng cao cấp này mấy chị thích mặc rộng là đừng chốt nha. Em chào chị Mai, chị Mai Huệ nè. Đó, rất là đẹp luôn mấy chị nha. Cực kỳ sang luôn cái mẫu này. Chị Hải 65kg là ok luôn. Ồ, 65kg là ok. 65kg là khỏi cần bàn luôn. Đó, cực kỳ sang luôn. Con này là 380, hiện tại là em đang sale vốn của chị còn là 320, hồi vốn là lấy mẫu mới về nè mấy chị ơi. Mấy con này là em bán nè, em không còn lời nữa mấy chị nha. Đó, chị nào tin thì mấy chị cứ chốt. Bên em cái nào mà còn lời là em sẽ báo. Còn cái nào mà em bán vốn luôn cho mấy chị là em sẽ báo ha. Ờ, bao nhiêu một cái này là hàng Quảng Châu cao cấp đá pha lê là giá của nó là. Chích mồm ông đọc cái chữ đấy rồi. Rồi đây, con này em sẽ sale luôn cho mấy chị là 320, 380, em đang sale 320 nha. Đó, rồi cực kỳ sang con này, chị đã ưng thì chốt đi ra mã 34, mã 34 giùm em, 34 giùm em, mã cao cấp mấy chị ơi. Mã cao cấp, mã 34, sale 320, mà còn size gì nữa vậy? Mà còn màu gì nữa không? 320, ngoài màu kia không? À, vừa rồi, thấy áo màu đỏ đẹp. Dạ rồi, ok, để em quay lại cái áo đỏ nha, chị xem anh chị Cúc ơi. Rồi ok chị. Vậy nè, em còn màu đỏ, màu đen, màu tím cà luôn. Mẫu đen mặc trên người đây. Chính xác không? Mà đọc cho con nữa. Chưa coi luôn hết luôn á. Đọc đợi em xíu nha, để em coi còn màu gì. Chưa kiểm tra nữa mà đọc rồi. Rồi con này chị nào lấy thì chốt giùm em, ghi giùm em là mã 32, 32, 32, 32. Vậy thôi còn tím cà thôi chị ơi, tím cà chốt đi. Tím cà với đen. Chị làm còn hai màu, màu tím cà, màu đen. Đẹp lắm luôn mấy chị nha, tím cà với đen. Còn hai con, còn hai màu, hai con luôn. Rồi, cực kỳ đẹp luôn. Rồi qua mẫu nha. Hàng này người ta bán mặt chiều được luôn mấy chị nha. Tại vì cái này là hàng Quảng Châu. Ủa là bậy nữa nó lộn. Nói cái đó là nó bị vi phạm nữa. Khổ ghê luôn á. Hàng cao cấp nha. Đó, em dám đọc chữ cao cấp thôi. Đó, rất là sang luôn. Đây nè, em có con này size lớn đó nè. Đó, size 65kg luôn nè, chị Hải có lấy không? Mấy cái hàng cao cấp này nè. Mặt rất là xứng đáng đồng tiền luôn. Thường mấy chị đi ra shop mấy chị mua là cũng 200 mấy một con đúng không? Đó, bây giờ mấy chị thêm cho em xin vài chục ngàn thôi. Mua cho em hàng cao cấp này mà em đang sale với giá vốn nữa nên mấy chị cứ mua đi. Chị nào mà đã thấy trên livestream người ta đã bán là 500 mấy, 600 mấy trở lên thì là mấy chị thấy mấy mẫu này mấy chị cảm thấy là rất là rẻ. Còn những chị nào mà chưa thấy người ta bán cái hàng bạc triệu là mấy chị nghĩ là đây là giá cao, nhưng thật ra là cái giá này không phải cao mấy chị nha. À, áo bao nhiêu tiền vậy? Áo đó là 380, đang sale 320, đưa cái áo đó chị Hải.
chị Cúc ơi, đây này em lên lại chị Cúc xem nè. Em lên lại chị Cúc xem nè. Ờ, chị, cái đơn chị Hải còn ngủ đúng không? Đi rồi. Đi rồi. Rồi đây nè, coi chị đã ứng người chốt cho em liền. Con này ghi giùm em là mã 31. 31 giùm em nha. Con này là ghi giùm em là mã 31. Đó, 140. Đó, size này là size 75kg độ về mặt vừa luôn giùm em. 63-70 đến 75kg, 140 sale luôn với chị, 140 thôi, ghi giùm em là mã 31. Đó, mỗi thứ em chỉ còn một con thôi mấy chị ơi, hàng sale. Hàng sale giá rẻ mấy chị nha. Nên mỗi thứ em còn được vài con thôi, nên mấy chị làm nhanh tay thì chốt mấy chị ơi. Nhanh tay thì chốt giùm em. Đây nè, em mới về hàng mấy cái hàng này nè mấy chị. Sale hết cho mấy chị luôn. Mới về nhập kho về luôn mấy chị ơi, mới mua bao luôn. Chị nào đang xem em mấy chị bấm vô follow giùm em mấy chị ơi. Ai đang xem bên đây của em bấm vào chữ follow giùm em. Mấy chị bấm, mấy chị nào muốn đó là tham khảo được tất cả mặt hàng bên em thì mấy chị bấm vô follow giùm em đi. Để khi nào mấy chị đó lâu lâu mấy chị lướt nghe mấy chị thấy em nha. Còn đây con này ghi giùm em là mã 35. Không không, 77. Đây là mấy cái mẫu này nè. Em đang về, em sale luôn cho mấy chị giá 110 thôi. Sale luôn mấy chị giá 110 luôn. Chị nào lấy sỉ cứ inbox vào giá lô giùm em số 63 đuôi nha. Inbox vào giá lô số 63 đuôi giùm em. Em về mấy cục, em về hàng này rất là nhiều luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi đây mã 31, chị gì? Chị Như Ngọc. Chị Như Ngọc bao nhiêu ký chị Như Ngọc ơi? Lên số ký giùm em chị Như Ngọc ơi. Lên số ký lại giùm em đi chị ơi. Rồi đây em lên tiếp cho mấy chị nè. Tím trà 55kg còn không chị? Còn anh chị ơi, em còn đen còn tím trà luôn. Rồi vậy là em còn đen còn tím trà luôn nha. Chị Phương Lan ơi, chị Phương Lan có ưng tím trà 55kg thì chốt liền em tím trà 55kg 320 nha. Rồi con này chị nào ưng thì chốt liền giùm em. Mạng quay mòng mòng xem không được tức quá. Trời ơi sao kỳ vậy? Vô lại cái cửa này sao? Các em tắt em vô lại mấy chị nha. Em tắt em vô lại nha, mấy chị vô lại giùm em được không mấy chị? Nha. À, chị Cúc Lê, bây giờ em sẽ tắt like, em vô lại nha. Hồi nãy anh có hót ga rồi này kia không? Ủa vậy sao mà nó cái mạng nó kỳ vậy? Bây giờ mấy chị bấm vô, mấy chị chia sẻ cho em cái này đi. Không phải đâu. Là sai rồi. Sao kỳ vậy? Hay là, ờ đúng rồi, chị Cúc Lê ơi, chị hót ra, chị vô lại giùm em đi. Hót ra vô lại, coi xem cái mạng còn yếu không nha. Xem mạng còn yếu không, nếu mà mạng còn yếu nữa thì em sẽ hót ra em vô lại. Hay em, tại vì chị Kim Xuyến là kia coi bình thường kìa. Chị Kim Xuyến là chị nói là mạng bình thường kìa, xem bình thường kìa. Vậy là các điện thoại của chị đó, bây giờ chị hót ra đi. Chị tắt ra, chị xóa hết tất cả rồi chị vô lại là giùm em nha. Tắt ra, hót ra, rồi vô lại giùm em. Em chào chị Út Đặng nha. Rồi chị nào chốt mẫu mã gì vậy? Chị Như Ngọc. Chị Như Ngọc nè, ok chị mã 30. 31 nè, ok chị Như Ngọc. Chị nào ưng thì ghi bình thường mà em. Dạ rồi ok chị nè. Rồi đây em lên tiếp nha. Rồi con này chị nào ưng thì chốt liền em 75kg độ về. Còn không thì chị tắt wifi chị mở lại. Lên lại như thế nào nha. Rồi con này chị nào ưng thì chốt liền em mã 35. Ai lấy mã 35 chốt mã 35 giùm em sale luôn cho mấy chị 140. Đó 75kg độ về nha. 60-75kg chốt liền em là mã 35. Mã 35 140. Đó cái hàng Solen nha. Hàng này giá mấy chị nào mà đã mặc qua những cái mặt hàng này rồi là mấy chị biết cái giá của nó đó. Nên em là hiện tại là đang sale. Đang sale cho mấy chị đó. Nên mấy chị nào nhanh tay thì chốt giùm em nha. Rồi đây em lên tiếp cho mấy chị nha. Mấy chị muốn lên gì mấy chị cứ báo giùm em, bên em sẽ lên cho mấy chị lựa nha. Rồi đây con này size 70, size này là size 57 cho đến 70kg đi, chịu hao cho mấy chị đi. Đó, 57 đến 70kg mặt người em, con này ghi giùm em là mã 36. Mã 36 140. Mã 36 140. Em lai từ từ cho mấy chị xem.
em nè. Đó, tay em có vậy không? Rất là sang luôn. Rồi ai lấy con này comment lên giùm em là mã 36, mặt rất là sang luôn chị nha. Mặc chung với quần đen đồ ngực, mặt rất là hợp luôn giùm em. Rồi ai lấy thì ghi giùm em là mã 36. Ai lấy mã 36 chút mã 36 giùm em. Mã 36 100 140, mã 36. Đây này chị gì? Chị Nguyễn Thị Hải nè, em còn được mấy con hàng cao cấp này, để em lên cho chị xem. Chị lấy mấy con này đi, mặt đẹp lắm. Đâu rồi nè, hãy con mấy cái áo hoa đá cao cấp lên. Đang xe quá, cái hàng màu màu đang xe quá. Áo đá. Này hay quá trời, gần hồi cũng chỉ như thế đó, còn có một hai con á. Trời ơi, dây gì đó, bắn cái áo luôn. Đây này chị Hải, lấy con này đi chị Hải. Đây này chị thích mấy mẫu này không, em lên cho. Thích mặt ôm nè. Trời ơi, chị Hải, thấy chị Hải đẹp lắm, ngoài đẹp lắm. Đây nè, đây này chị Hải, tướng chị Hải đẹp lắm luôn nè. Đó, mấy mẫu này là chị Hải mặc đẹp nè. Mấy mẫu này là hiện tại là con này là 315 nè. Hiện tại em đang sale 3, em đang sale 220 luôn cho mấy chị. Sale 220 luôn, chị còn có mấy con thôi. Đó, rất là đẹp nè. Size này là size của chị Hải luôn nè. Chị Hải thích mấy mẫu này không? Nếu chị thích thì chị nói là cho mặc cho chị xem đi, thì em lên cho em mặc cho chị xem nha. Tại vì sợ mấy chị không thích đó nên lên mất thời gian của mấy chị. Đó, nên chị nào muốn thích thì em lên cho mấy chị xem. Thích thì em lên cho mấy chị xem. Đó, form này là 65kg là mặc bao đẹp luôn. 65kg về là mặc bao đẹp luôn. Hút mà cái chân lại coi. Không có chỗ ngồi mà cứ đưa cái chân ra. 7-8kg em có, còn vài con này chị. Nè, 7-8kg lấy em con này đi. Đứng mà ngồi ngợp thở luôn. Mặc chị xem con vàng. Dạ rồi, ok chị. Đưa vàng đây. Rồi, chị nào đang xem em, mấy chị bấm vô follow cho em hết chưa mấy chị ơi? Bấm vào chữ follow màu đỏ đỏ này, mấy chị có hái chữ màu đỏ đỏ trên đây không? Đó, mấy chị bấm vào chữ đó giùm em, là mấy chị đang theo dõi em. Mấy chị bấm vào đó đi, để cho mấy chị, nếu mấy chị có bị không bị ẩn comment nha, hạn chế bị ẩn comment mấy chị ơi. Còn 78kg đợi em xíu, 78kg còn được vài con để em lên luôn cho. Mấy chị mua 3 sản phẩm trở lên bên em sẽ miễn ship cho mấy chị nha. Rồi đây, hít mặt ôm mới được mấy chị nha. Chị Hải nè, hít mặt ôm là ok. Em 70kg nè, 1m50. Đó, à, cho chị mã 3 sao 1m6, nặng 67kg. Nặng 67kg là mặt size số 4. Số 4 mình còn hả? Rồi đây, quá thiệt luôn. Con này là đang sale 220. Rồi chị đang ôm con này sale luôn, đá pha lê giùm em mấy chị có thấy không? Đó, hàng cao cấp giùm em, chất dậy nó rất là co giãn luôn. Ai thích mặt ôm thì hả chốt giùm em nha. Đó, mẫu này chị nào lấy thì cứ chốt luôn giùm em là mã 37. Mã 37 giùm em, ai lấy mã 37 chốt mã 37 220. Mã 37 đang sale cho mấy chị là giá 220, mặc chung dưới cái nào cũng hợp hết trơn á. Đó, chất này là chất cao cấp mấy chị nha. Cao cấp luôn mấy chị ơi, rất là sang. 220 sale 220 cho mấy chị con này. Rồi đưa mở lên mấy con nói lên mặt đi. Rồi đây, con này là mã 38, đây mặc luôn cho chị xem nè. Đẹp lắm luôn, lâu lâu mới có hẹn 200 con bán trong 1-2 ngày hết. 1-2 like là em không còn một bao nào luôn á. Cái giờ cái này là sót lại. Còn mấy cái mà trong kho còn sót lại nè, đem ra sale hết. Đó, cực kỳ sang luôn. Con này cũng sale 220 luôn. À, bao nhiêu một bộ vậy? Bộ nào chị? Đồ bộ đó là giá 200 chị nha. Đồ bộ mai nhà đó là em đang sale đồng giá 200 chị nha. Đó, đồ bộ mai nhà này là em có đường nới bên hai bên và có đường chích bên luôn. Bên em là có nhận mai theo cầu, chị nào muốn yêu cầu em mai mẫu gì mấy chị cứ báo em là bên em sẽ mai cho mấy chị. Còn đây con này chị đã ủng thì chốt liền, em là mã 38. Rồi, ai lấy mã 38 chốt mã 38 thì em 220. Mã 38. Rồi, đâu rồi?
chị hả? Còn có đây con á, cho chị xem 4 áo treo. Chị 75kg, 75kg là em còn ít nha chị Minh Châu ơi. Để em lên cho em đọc sai chị nha. Tại vì 75kg là em còn được ít à. Em mặc lên rồi em đọc sai chị ơi, chị nghe sai. Nhưng mà 75kg thì chị chốt nha. Rồi đây con này chị đậu thì chốt thì em là mã 39, quá đẹp luôn. Mã 39, ai lấy mã 39 chút mã 39 như em đã pha lê luôn, chị thấy không? Đó, sale 220 mã 39, mã 39 thì em quá đẹp. Rồi qua mẫu luôn, em qua mẫu luôn. Rồi con này 75-78kg nè. Con này là size 70-80kg mặc vừa luôn dùm em con này. Rồi mã 39 thì chị Hải nè. Ok, chị Hải làm xin số điện thoại lại không ạ? Rồi ok cho chị Hải luôn, Nguyễn Thị Hải, ok chị yêu nè. Rồi con này 80kg đổ về, chốt ly dùm em con này là mã 40. Rồi ghi dùm em con này là mã 40. Chất von 2 lớp, rất rất là sang luôn dùm em mấy chị nha. Rồi ai lấy con này comment lên dùm em là mã 40. Đó, 70-75 nè, 75-85kg ok luôn dùm em. Con này rất là sang. Đó, ai lấy con này comment lên dùm em là mã 40 sale luôn cho mấy chị 130.000. Còn đúng một con thôi. Đó, chị là 78kg, 75kg này, chốt trên con này đi, mặc thoải mái, phơm gồng gồng, rất là sang luôn mấy chị nha. Đó, mã 40 dùm em, 130.000 sale luôn. Mấy hàng này mấy chị đi ra ngoài, mấy chị mua 180-250 là chuyện bình thường. Tại vì bên em là ôm được cái lô sale nên em sẽ sale với giá rẻ thôi mấy chị. Đó, nên chị nào ưng thì nhanh tay chốt đi dùm em là mã 40. Ai lấy mã 40 chốt mã 40 dùm em. Mã 40 nó xây lớn mấy chị ơi. Đây nè, con 80kg đổ về đó nè. Đó, 70-80kg chốt đi dùm em con này. 70-80kg chốt cho em con này. Phơm rất là đẹp luôn dùm em. Ghi dùm em con này là mã 41. Theo luôn cho mấy chị là 130.000 luôn. 130 mấy chị coi cổ của nó rất là sang luôn mấy chị thấy không? Cổ rất là sang luôn. Đó, nội miếng ghe này thôi là mấy chị biết bao nhiêu tiền rồi. Đó, mà bên em đang sale chị 130 thôi. Đúng là giá sale luôn mấy chị nha. Cái này là gọi là đúng là giá sale luôn. Chứ hợp chất của nó là cái giá nó sẽ cao lắm mấy chị nha. Rồi áo dây đang mặc có lại không? Chị Hương Bưởi là bao nhiêu ký giờ? Bây giờ áo dây em đang mặc thì em còn được dài màu, màu đỏ hết rồi, em còn màu xanh, màu vàng. Nhưng mà chị lên số ký đi để em xem coi cái size của chị là còn bao nhiêu, còn cái hoa văn gì em sẽ đưa lên cho chị xem nha chị Hương Bưởi ơi. Rồi đây con này chị đã ưng thì ghi cho em là mã 40. Mã 41 sale luôn mấy chị 130. Rồi em lên tiếp cho mấy chị nè. Chị 65kg rồi. Để em kiểm tra cho chị nha. Để em kiểm tra cho chị. Mày đọc comment rồi mày kiểm tra giùm con đi mà. Rồi đây con chị nào ưng thì chốt giùm em liền con này. Đó, 70-80kg chốt liền em con này là mã 42. Đó, chị là 75-58kg thì mới hỏi em nè. Lấy con này giùm em đi, ghi giùm em là mã 42. Ai lấy mã 42 chút mã 42 giùm em. Đó, mã 42 130.000 thôi. Ủa sao bên đây nó không có tương tác vậy? Em tắt em vô lại quá mấy chị ơi. Sao em không thấy nó tương tác như vậy mấy chị? Mấy chị có thấy em không mà sao không có tương tác gì chưa á? Thôi vô lại đi, tắt bên này vô lại đi. Phan cho chị Bưởi xem cái đi rồi tắt vô lại đi. Không có tương tác, mấy chị không có chia sẻ. Mấy chị không có chia sẻ gì hết á. Bởi vậy không thấy ai vô hết trơn nè. Không thấy ai vô hết. Rồi bây giờ chị nào lấy thì chốt nha. Rồi em chào mấy chị nha. Chị là đang bên đây, mấy chị bấm vô follow giùm em mấy chị ơi. Bấm vào follow giùm em. Rồi ghi giùm em con này là mã 42. Mã 42 130.000. Mã 42. Rồi 75kg em còn được cái mẫu này nè, để em quên cho. 75kg chị cho em xin cái dòng eo được không? 75kg chị cho em xin cái dòng eo được không chị ơi?
hôm nay 75kg về đây. Đó, 75kg về, còn ít lắm thôi mấy chị nhanh tay chốt em nha. 75kg về chốt cho con này là mã 43. Mã 43. Ta kêu lấy chân vô ngồi khó không thở ghê. Mã 43 giùm em nha. Ai lấy mã 43 chốt mã 43 giùm em. Quá xuất sắc luôn. 140 giùm em, 75kg về. Ai lấy thì ghi giùm em số ký, mã cộng số ký và cộng số điện thoại là có đơn mấy chị nha. Mã cộng số ký và cộng số điện thoại là có đơn. Rồi ai lấy con này comment lên giùm em là mã 43. Mã 43 xe cho mấy chị 140 mã 43. 43 sale 140. Thôi bây giờ chị nào muốn lên gì nữa mấy chị báo cho em lên cho nha. Muốn lên gì nữa mấy chị báo cho em lên cho. Muốn lên đồ bộ không? Chị nào muốn lên đồ bộ em lên đồ bộ cho. Nè xanh dương nè. Đây áo xanh dương nè, để mặc cái áo xanh dương luôn cho chị xem. Áo xanh dương đẹp quá. Rồi xanh dương. Áo sao làm tí em hết, áo dây hết rồi chị ơi. Chị là áo dây em hết rồi chị muôn buổi thôi. Áo dây trên người em đang mặc là hết rồi. Rồi 75kg về con này luôn. 75kg về con này chốt liền em. 60-75kg chốt cho em liền. Con này là mã 44. Ai lấy mã 44 chút mã 44 của em. Rất là sang luôn, 140 luôn. Đồng giá với mấy gì 140 luôn các chị nha. Rất là sang. Rồi ai lấy con này làm ghi cho em là mã 44, 140. Mã 44 sale luôn cho mấy chị giá 140. Rồi em còn con này là nó hơi thoải mái chút xíu, chị chịu không? Nếu nhiều ghi chị bớt. Nè 65kg chị thích con này không? Đó 65kg em còn con này à, nó hơi thoải mái xíu. Được thì đấy nha. À, áo màu tím đi chị. Áo màu tím nào nè. Đâu có áo nào màu tím không? Em đâu có áo nào màu tím không? Rồi đây này, gọi chị đã ưng thì chốt cho em liền. Con này là mã 45. Ghi giùm em là mã áo dây giùm em nha. Mã áo dây. Áo dây đá vàng. Đó, chị Hương bữa có lấy thì chốt giùm em là áo dây đá vàng nha. À, nay không chia sẻ được Hương. Ủa sao vậy? Sao vậy? Sao lại không chia sẻ được ta? Rồi đây rồi chị đã ưng thì chốt liền giùm em con này là mã. Mã áo dây nha mấy chị ơi. Mã xanh dương. Mã xanh dương là mã gì vậy? Mã xanh dương là mã gì? Em nghe vậy. Mã này là mã 44 đúng không? Mã 44 đúng không chị Hải ơi? Đúng không chị Hải? Chị đang nói mã 44 đúng không? Phải mã 44 không? Chị Danh Nguyễn. Ờ, chị Danh Nguyễn hôm qua mới xả đơn chị ra đúng không? Chị Danh Nguyễn hình như là hôm qua mới xả đơn chị ra nè. Rồi ok, ok cho chị Hải nè. Ok chị Hải nè. Em xem con áo xanh treo trên áo xanh treo sao đi. Xanh đó đúng không? Rồi ok chị. Ok chị, áo dây vàng cho chị Hương Bưởi nè. Ok chị Hương Bưởi luôn. Rồi cho chị Hương Bưởi nè. Rồi đây. Được rồi. Dạ con cảm ơn chị Bích Thiền nha. Rồi đây. Màu xanh dương đó đúng không? Đưa cái áo xanh dương giống ở trên đó đây. Nằm ở đâu đây? Dưới ừ. Rồi đây, y xì luôn mấy chị nha. Đây này, mẫu này em còn hai con. Con đỏ 68kg vừa không? Con đỏ phía trên thôi chị ơi. Đỏ phía trên 68kg vừa không? Trả lời cho khách. Đỏ phía trên 68kg vừa chị ơi. 68kg vừa giùm em chị Tết ơi. Đỏ phía trên là 68kg là mặt vừa giùm em. Mà rồi con này phần vừa, không phải phần dài nha chị. Con ngắn á. Rồi ai lấy con này comment lên giùm em là áo mã. Mã tiếp 45. Mã 45 giùm em. Ai lấy mã 45 chút mã 45 giùm em. Size này là size 65kg về mặt vừa luôn giùm em. 65kg lại mặt vừa giùm em. Con này ghi đây là mã 45. Sale với chị 140. Sale luôn cho mấy chị 140. Đó chị Tép có lấy thì chốt giùm em nha. Đó. Áo đó 65-68 với mặt vừa giùm em nha. Rồi mã 45 dùng đơn chị Tép nha. Ok chị Tép nè. Đây em lên em thêm vài con mới cho chị Tép được. Này chị thấy cái con này đi. Màu đen sang. Màu đen sang. Đây để ghi nha mấy. Đây thấy không mấy chị. Cái đá nè mấy giờ không. Rất là sang luôn. Áo là áo dây là 190. Quên báo. Áo dây là hồi xưa là em bán. Chị nào mà khách quen bên em là biết là em bán giá là 240. Mà
hiện tại là em còn lẻ, mỗi thứ còn có con hai con à, áo dây với mấy chị. Giờ em chỉ còn được mỗi size chỉ còn có một hai con vậy thôi, nên em sale rẻ mới chỉ có 190 thôi nha chị Hương Bưởi ơi, sale có 190 thôi chị Hương Bưởi. Rồi đây con này rất là sang luôn nha, con này rất là sang luôn. Size này là size 73 kg độ về, 72 kg đi, 72 kg độ về, 60 kg đến 72 kg cho em liền. Con này là mã 46, chị tép lấy con này đẹp mà chị tép ơi, mã 46 thiệt sự nha, con này là em nói thiệt sự luôn, đẹp lắm, em thích cái gen của nó. Nếu mà chị nào mà trùng theo ý thích của em là ưng cái con này lắm luôn á. Rồi con này là mã 46, giá 140 luôn. So lên là em đang sale ôm được cái lô em sale rẻ với chị là đồng giá chị là 140 đó. Nhiều khi là qua cái lô khác là cái giá lại cao hơn thì em sẽ là cái giá là em bán sẽ giá khác nữa mấy chị nha, chứ không phải là cái lúc nào cũng bán là 140 hết mấy chị ơi nha. Em lấy rẻ em sẽ bán mấy chị rẻ, còn em lấy cái giá nó hơi cao xíu thì em phải lên giá em mới có lời mấy chị nha đó. Rồi con này chị đã ưng thì chốt liền em, con này là mã 46 kèm số ký hoặc kèm số điện thoại là có đơn. Áo lẻ 55 kg không à, cái này 55 kg mặc vừa nè, cái nào mà em đọc mà 70 kg độ cỡ không 55 kg mà dòng eo thì bao nhiêu ta chị Cúc Lê, dòng eo thì bao nhiêu ta 55 kg là rộng rồi, còn lên mấy con kia chị xem, con này nó hơi rộng mà đẹp quá. Chốt 45 cho em chưa, dạ chốt rồi với chị Tép ơi, em chốt rồi nha. Chốt 3 là gì, chốt 3 là gì chị Tép, chốt 3 là gì chị ơi, chốt 3 là gì em chốt với chị, cái mã 45 rồi ok, mã 46, mã 46 cho chị Mỹ Lệ 68 kg ok chị, dạ ấm lần một lần sau á chị, khi nào mà chị mua cái like mới á thì chị mới cho số điện thoại nữa nha. Bây giờ chị Mỹ Lệ cứ cần ghi mã thôi, không còn ghi số điện thoại nữa nha chị Mỹ Lệ ơi, không còn ghi số điện thoại nữa, ghi mã thôi. 55 kg không ai lấy đi. Rồi đây con này chị đã ưng thì chốt liền em đó, phơm tước là đẹp luôn giùm em nè, con này 55 kg được mà, đậu mà. Rồi con này 58 kg cho đến 70 kg mặc vừa luôn giùm em, 58 đến 70 kg chốt cho em liền. Con này là mã 47 sale 130, con này sale luôn có gì 130 đó, đá là sale có gì 130, còn ghen là em sẽ ghen mắc tiền hơn là em sẽ sale cho mấy chị là 140 đó. Rồi ai lấy con này ghi giùm em là mã 47, ai lấy mã 47 chút mã 47 giùm em, rất là đẹp luôn mấy chị ơi, kiểu mấy chị nha, kiểu không mà mấy chị ơi, sale 130 con này nè, sale 130. Rồi tiếp theo cho em con này đi, trong thời gian lấy cái size 55 kg để em lên con này. Eo chị là 78 rồi ok chị. Rồi đây, rồi chị nào lấy thì chốt cho em liền con này mã 48, mã 48 70 kg độ về này. Con này 78 vừa không ta, hả? Con nghĩ con này vừa nè, con này hơi nhỏ nè, đúng không? Cái gì? 55 kg hả? Eo 78 hả? Rồi, con này chị đã ưng thì ghi giùm em mã 48 rồi, ai lấy mã 48 chốt mã 48 giùm em. Size này là size 60 đến 70 kg, 60 đến 70 kg chốt liền giùm em. Con này là mã 48, mã 48 giùm em 140, mã 48 sale luôn cho mấy chị 140. Mấy chị nhớ kết bạn giá lô số sánh 3 đuôi giùm em nha, cái số điện thoại giá lô số sánh 3 đuôi nè mấy chị. Hãy con một con mặt trước đi, mà cứ ngồi xuống rồi ôm ôm nó hoài. Đây nè, xay nhỏ này chị lấy cho em con này đi. Xay nhỏ chị lấy cho em con này đi. Đây nè. Em xem cái áo màu xanh dương đậm phía sau. À cái áo này là màu xanh đen. Màu xanh đen chị nha. Rồi để em lên cho chị xem. Rồi con này chị nào lấy thì chốt cho em liền. Con này là mã 49, 55 kg nè. Áo đen mặc đẹp quá. Dạ. Rồi con này là mã 49 nè. Đó. Em ơi gửi hàng cho chị chưa? Dạ em gửi rồi chị Xuân nha. Em gửi rồi cho chị rồi nha chị Xuân ơi. Rồi đây con này 55 kg, 55 kg cho đến 65 kg chốt liền giùm em con này nè chị Cúc Lê ơi. Lấy đi. Ít. Em còn ít size nhỏ lắm nên mới chị chốt nha. Rồi đây con này ghi giùm em là mã 49. Ai lấy mã 49 chút mã 49 giùm em. Mã 49 140. Mã
140. Họ hai lấy mã 49 kèm giùm em số ký và số điện thoại là có đơn mã 49. Con này đẹp nè mấy chị ơi, con này đẹp nè. Đó rồi, chị nào ưng mã gì cứ chút mã đó kèm số ký kèm số điện thoại là có đơn. Chị nào có số điện thoại rồi khỏi cho số điện thoại nữa. Rồi đây tiếp theo cho em con này là mã 50. Rồi ai lấy mã 50 chút cho em xin mã 50. Con này đẹp nha. Con này là 150 mấy chị nha. Chất 2 lớp. Chất 2 lớp giùm em form này là form 50kg cho đến 65kg. 50kg đến 65kg. Chốt liền giùm em con này là mã 50. Cô Đăng Phạm mã 49 nè. Mã 49. 495. 49 là 55kg mặc vừa giùm con nha. Con này là đang lên size 55kg nè. Con đang lên size 55 đến 65kg nè cô ơi. Chốt thì ưng thì ghi giùm con là chốt mã 49 nha. Nếu mà cô lấy con này thì cô ghi giùm con là chốt mã 49 nha. Mới thấy cành con đen đẹp. Mới thấy cành con đen đẹp. Rồi để em lấy cho. Rồi đây con này ghi giùm em là mã 50. Sale luôn cho mấy chị là 150. Hàng cao cấp nha. Đẹp lắm mấy chị nha. Hàng cao cấp nha. Tai phòng nè. Đó kiểu luôn mấy chị nha. Rồi ai lấy con này ghi giùm em là mã 50. Mã 50. Đó size này là 50kg cho đến 65kg. 50kg đến 65kg. Rồi con này cái này. Con này là 150 mấy chị nha. Cô Đăng Phạm có lấy 49 không? Cô Đăng Phạm lấy 49 thì cô ghi là chốt 49 nha. Chứ không mà mấy cô không ghi rồi cái sau này cái mấy cô nói ủa sao cô chốt mà không có đi đơn cho cô là em khóc luôn. Cho chị xem tím mới đen ga. Tím mới đen ga, không biết luôn. Em lên từ từ đi, giờ em cầm xong rồi em quên mất tiêu rồi. Rồi đây con này size 50, 50 đến 65kg. 50 đến 65kg chốt thì em là mã 51. Mã 51 150. Đúng rồi, đẹp nha, phía sau có lớn có gì thấy không? Đẹp lắm luôn. 150 có đúng một con một thôi. Ai lấy con này comment lên giùm em là mã
54, mã 54 em với chị nha, mã 54 140. Mã 54 140 ghi giùm em con này, mã 54 quá đẹp luôn. Mã 54 140. Rồi con này mã 55 140. Mẹ thăm hộ của cái áo đầu tiên con để đây rồi, áo này để này mà sao mà nó để tùm lum mà để làm sao. Dạ 140 chị ơi. Chị không à. Rồi con này chị đã ứng thì chốt liền em nha. Đó. Ờ, trời ơi camera không thấy. Sao vậy? Sao bị gì? Bị gì chị Xuân ơi? Trời ơi. Em me không thấy. Comment đó hả? Ủa chị Xuân là comment gì? Nãy giờ em chưa thấy comment của chị đó. Có chừng bị ẩn thôi chị Xuân ơi, comment lại giùm em đi, chị hỏi gì vậy? Chị hỏi gì chị hỏi lại giùm em đi, nó ẩn comment nữa chị ơi. Đây là chị Kim Anh ơi, mẫu em đang mặc trên người là em đang sale cho mấy chị giá 140 ghi giùm em con này là mã 55. Rồi, ai lấy mã 55 này chốt cho em xin mã 55. 55 140, mã 55 140. Mã 55 140. Rồi còn con này nữa là hết tím luôn rồi đó. Không còn con tím nữa đâu. Hết tím rồi. Rồi con này ghi giùm em mã 56. Mã 56 140. Mã 56 giá 140 luôn giùm em, rất là sang luôn. Rồi ai lấy mã 56 chút mã 56 giùm em 140. Quá đẹp luôn. Con này là size 60 đến 7 đến 70 kg đi. 60 đến 70 kg ghi giùm em là mã 56. Chị Tiền Nguyễn. Mã 56 cho chị Hải nè, ok nè. Ok. 56 chốt cho chị Hải nè. Shop mình ở đâu? Dạ shop em ở Vĩnh Long chị nha. Shop em ở Vĩnh Long. Nè. Mã 56 nè. Màu tím 68 kg, 50 dạ vừa nha chị Tuyền ơi, nhưng mà hết rồi. Cái con mẫu đó kiểu nó còn không, con tím nó ở ngoài mình còn không nghe con, hồi nãy chị nào nè đó lấy xanh đen thì chốt xanh đen nha. Đâu đồ bộ, đồ bộ đâu chị, đã hết 56 rồi chị. Chị Tuyền Nguyễn ơi, lựa cho em có qua gian khác đi. Đây của chị Kiều Chương em còn 2, 4, 6 màu. Rồi size của cô Kiều Chung là con còn được 6 bông nha cô ơi. Đợi con tí xíu. Rồi con này chị đậu lấy thì chốt liền em, con này là mã 57. Cái này 73-75 kg. Tự quay đầu là mặc vừa hết giùm em. Rồi chốt liền em con này là mã 57. Rồi ai lấy mã 57 chốt mã 57 giùm em. 57 140. Ý chị hỏi cái áo xanh treo bao nhiêu? Đây là cái áo xanh đang treo đúng không? Em đang mặc trên người nè. Đó áo xanh đúng không? Là một mẫu này. Áo xanh này là cô mặc vừa đó, cô Lê Xuân ơi, Nguyễn Lê Xuân nè. Đó, cái này là cô mặc vừa đây. 140 nha. Áo so len là con đang sale đồng giá 140 cô ơi. Đang sale đồng giá 140. Nhiều khi cái lô sao về là nhiều khi không còn. Còn nếu mà còn nhiều khi chắc sẽ giá phải cao hơn với cô. Chứ không phải là cái lô nào nó cũng giá vậy đâu. Nó sẽ chênh lệch tí xíu với cô nha. Nên mấy cô tranh thủ cái like này, cái lô hàng này thì mấy cô được mua giá rẻ thì mấy cô chốt đi. Đợi mà qua đợt sau con sợ cái giá lại cao hơn nữa đó. Rồi đây này, cô nào ưng thì chốt đi giùm con này là mã 57. Con này mã 57 hả? 57 giùm em, con này là mã 57. Rồi ai lấy mã 57 chốt mã 57 giùm con. Cái này là cô Lê Xuân mặc vừa đây. Cái này là 75 kg nè. 75 kg ok. Rồi ai lấy thì chốt đi giùm em mã 57. Đó, cô Lê Xuân có lấy thì chốt con mã 57. Sao cô thấy mẫu khác, trời đất ơi. Máng lên móc đi rồi đưa xác xác lên cho cổ xem. Em ở đây mà, nó đâu có khác đâu. Đây đây. Ê, bóc luôn, đâu có khác miếng nào đâu chị ơi. Đâu có khác miếng nào đâu. Đó, giống y bóc luôn nha, y xì luôn, không có khác với chị nha. Không có khác nha. Đâu có khác miếng nào đâu. Rồi mã 57, 57 cho chị gì? Cho chị đá phòng gì nè. Chị gì chứ anh tập ơi. Rồi ok, cho chị đá phòng chi ti lên giùm em số ký luôn mấy chút đơn. Chị nào có số ký em mới
sao của em đi tìm cái xe của chị có hay không là em lên chị coi. Chị Kim Hoàng ơi lên giùm em nha. À, chốt trước áo xanh. Rồi ok, còn cái áo xanh gì nữa thọt xuống mua vậy. Ủa cái áo xanh đó mình còn dưới mà. Lấy đi. Áo xanh mình còn đó không đang báo. Vậy là mã 57 là em còn nữa mấy chị ra đưa đây. Rồi 57 là em còn nữa, chị nào lấy 57 nữa thì cứ chốt cho em còn mấy chị nha. 57 cho chị gì? Cho chị Xuân này với lại 57 cho chị bé xíu, bé Xu nè. Chị bé Xu ơi lên số ký giùm em luôn đi chị bé Xu. Chị bé Xu lên số ký giùm em nha. À, lên cái bộ đồ cho cô. Cô Kiều Trương, đây là cô Kiều Trương ơi. Cô Kiều Trương năm nào cũng mua mấy cái bộ này luôn á. Mặt mát đúng không cô? Bền nữa. Đó. Rồi đây nè, cực kỳ đẹp luôn mẫu này. Sang cực kỳ luôn mấy cô nha. Thấy chị không? Chị Nguyễn Thị Mai. Em mới thấy chị luôn á chị Mai ơi. Em mới thấy chị comment đầu tiên luôn á. Rồi đây con này chị Đậu Huyền chốt liền em. Chị Mai mua hẻ cho em chưa? Mua hẻ cho em chưa? Gửi qua Zalo giúp em. Gửi qua giá lồ giùm em đi chị ơi. Gửi qua giá lồ giùm em đi. Rồi con này chị Đậu Huyền chốt liền em là mã 58. Đây là cô Kiều Trương chốt thì ghi giùm con là mã 58. Đó size của cô là size 3 nè. Mã 58 sale luôn cho cô là nhiêu? 130 đúng không? 130 đó, cực kỳ đẹp luôn. Tay dài luôn. Mặt rất là mát luôn mấy chị nha. Đó, cực kỳ sang luôn. Rồi mẫu này chị Đậu Hương thì ghi giùm em là mã 58. Mã 58 giùm em nè. Em này, em đang lên cái size này là size nhiêu ký? Size 60kg độ về. 60kg độ về nha. Em đang mặc là 60kg độ về. Chốt ly giùm em là mã 58. Giờ thì ba mặt rồi. Rồi đây à, bộ giá bao nhiêu? Dạ em xem sale 130 chị ơi. Em đang bán giá 130 chị nha. Nè tay của cô Kiều Trương còn 3. Còn được có mấy bộ mà. Cô Kiều Trương lấy đi. Cô Kiều Trương lấy đi. Một lấy là hết nha. Không lấy là hết luôn. À, còn bộ. Còn nha chị ơi. Em còn nha chị Xuân ơi, đợi em xíu đi. Dạ bộ 70kg em còn chị nha. Bộ 70kg em còn để em lên 70kg luôn cho chị xem. 130 một bộ thôi. Rất là rẻ luôn giùm em nha. Có ghen kỳ quá đâu phải ghen đâu. Cái này là giải mà đâu phải ghen đâu. Không ghen nha. Cái này là không có ghen nha. Cái này là có cái cổ. Có ghen dung dung không biết không? Ủa gì đó hả? Giữa con còn không có dung hả? Bây giờ kéo không á? Con còn thì dễ hơn rồi. Rồi đây 60kg độ về chốt thì giùm em con này là mã 59. Ai lấy mã 59 chút mà 59 em là 130. 59 130 cho chị. Em thấy chị Nguyễn còn ơi. Nhưng mà chị phải lên số ký chiều cao đi rồi em coi cái con số 3 đó nó còn của cái tay của chị không. Con cái này còn nào cho chị xem. Cái này là không có cổ nè mấy chị. Rồi chị đâu lấy con này. Comment lên giùm em liền cái này dây kéo của chị nha. Em quên kéo mà em thọt cái đầu không vô. Kéo giùm anh. Rồi đây. Quá đẹp luôn. Cái này thì đưa là em có size từ 80kg đổ về mấy chị nha. Cái bông đó thì còn. Rồi đây rồi chị đã ơn người chốt cho em liền. Con này ghi giùm em là mã 60. Mã 60 này cô Kiều Trương. Hình như con còn được một bộ nhất này là không có cái bèo thôi nha. Có một bộ nhất này là không có bèo thôi. Ghi giùm con là mã 60 130. Mã 60 130. Rồi con này mã 61 130. Mã 61 130. 61 130. Rất là đẹp luôn nha. Mã 61 130. Rồi con này mã 62 130. Mã 62 giá 130 mấy chị nha. 62 130. Ta dài dài giùm em nha. Có 130 bộ thôi. Mua đi mấy chị ơi. Rẻ cực kỳ rẻ luôn. Chất giải bao đẹp nha. Không đẹp là không biết tiền thiệt sự luôn. Đó, cô Kiều Trương này là ủng hộ từ lúc mà khi mà em bán tới giờ á. Từ khi mà em bán tới giờ đó mấy chị. Đó là lúc nào chị cũng thích mặc mấy bộ này nè. Cái giải của nó rất là mát luôn á. Đây là cô chị đâu người chốt cho giùm em. Cái này là nó có chích bên đầy đủ nha. Có chích bốn bên cho mấy chị luôn. Có chích bốn bên luôn. Hai bên trước hai bên sau luôn.
Đó, rồi con này ghi đi là mã 63. 63, rồi em lấy mã 63, chúc mã 63 giùm em nha. Mã 52 chị mặc vừa không em? 52 đâu? Hả? Ủa, mã 53. Mã 53 chị mặc vừa không? Để em xem. Vừa mấy chị ơi. Mã 53 là chị mặc vừa. Dạ rồi. Không rồi chứ. Vậy hả? Cái này cô Kiều Trương, vậy là cô lấy mẫu dây kéo đi. Lấy mẫu dây kéo đi con. Còn không thì con lên đồ bộ kia cho cô, con mới về đồ bộ nữa kìa. Đồ bộ 100k. Đồ bộ 100k cô thích không, cô lên cho. Mặc mấy cô lớn lớn mặc cho nó là ok. Rồi lên cho con 70kg mà. Kiểu dây kéo đẹp á, có màu khác không chị? Dạ, dạ có nha. Mẹ lên con như kéo 70kg đi mà. Còn một đúng không?
còn con một đó, chị nào mà dành trước thì chị sao không có đâu nha. Rồi con này quá đẹp luôn, nâu nâu sang mấy chị nha, nâu sang. Rồi ghi giùm em con này, ghi giùm em là mã 66 70kg mà hơi gích không? 70kg sao mặt hơi gích. Chị Hải mặt đẹp, chị Hải là vừa phơm luôn á. Rồi đây rồi chị đợi thì chốt cho em nha, mã 66 mã 66. Rồi tiếp theo cho em con này là mã 67. Mã 67 giùm em, mai lấy mã 67, chút mã 67 nha. Chị nào đang xem live bên em mấy chị bấm vô follow giùm em mấy chị ơi. Bấm vào follow nha. Em ơi sao chị sao em không sao em ơi sao em cho chị biết. À em mới trả lời rồi mà. Chị Mai ơi, em mới trả lời là em nhận cọc 100k của chị rồi mà chị Mai ơi. Em mới trả lời đó, chị không nghe hả? Em mới trả lời đó. Em nói là em đã thấy rồi, ngày mai em gửi đơn cho chị đi luôn. Em thấy 100k rồi, ngày mai em sẽ gửi đơn cho chị đi luôn á chị ơi. Rồi tiếp theo cho em con này là mã 67. Mã 67. Dạ rồi ok chị. Con này là mã 67. Chị kêu Mai chị kêu cô kêu chuông á, chút mà đó có không? Giờ lấy bằng này khác chút xíu đi. Cái màu khác chút xíu nha. Đây. Cái màu khác chút xíu nha, được không cô Kiều Chuông ơi? Cái màu nâu ca nâu đất được không cô Kiều Chuông ơi? Đây nè, size của con thì con còn giếm được cái mẫu này thôi. Đó, cô Kiều Chuông có lấy thì chốt giùm con đi cô Kiều Chuông. Nè con này nè, giống như thịt con đó, nhưng mà cái màu của nó là màu cam đất. Màu cam đất được không cô ơi? Được thì báo được giùm con đi. Chứ mà mã 66 thì còn cái đó là size to. Mã 66 đó là size to, bây giờ size của cô con còn được con này thôi. Đó, dây kéo cũng còn được con này thôi nha cô ơi. Được không? Được thì ok giùm con đi cô Kiều Chuông. Được thì ok giùm con nha. Rồi cho cô Hải mã 67. Cho chị con cái áo đỏ sau lưng em đi. Áo đỏ sau lưng em đi. Dạ rồi ok chị đợi em xíu. Rồi con này ghi giùm em là mã 67. 67. Mã 67 em có màu đỏ chứ màu tím. 67 em còn màu đỏ màu tím. Qua lấy màu gì cứ chút màu đó em có đỏ và tím cái gì nha. Đỏ và tím rất là sang luôn. 130.000. Sao cái máy nó bị ngàn quá, bị chán quá. Giờ làm sao giờ? Làm sao giờ? Môi Nguyễn, em chào chị Tuyền Nguyễn nha. Rồi mã 67, 70kg mã 67 đâu? Đưa mẹ đưa cái quần coi quần. Đưa quần cho mẹ con học, cái đó là 70kg vừa không? Nó được không? Chị test. Ở chị lấy màu tím á, chị lấy màu tím. Để em kiểm tra coi. Màu tím này đúng không? Ừ. Cái này là ok chị Tép mã 67 70kg màu tím cho chị Tép nha. Chị Tép ơi, chị thích mặc ôm hay mặc thoải mái chị ơi? Tại em biết chị em lấy xe đi chị nè. Tại này là phơm ôm. Chị Tép thích mặc ôm hay mặc thoải mái? Tại vì cái phơm này là phơm ôm nha. Chị nếu mà chị thích mặc thoải mái thì em sẽ lấy cho chị size số 5. Còn nếu mà chị thích thích mặc ôm á thì em lấy chị đúng size số 4 luôn nha. Mặc 68 tím chị xem. Dạ rồi ok chị. Rồi đây con này chị đã ôm thì chốt cho em liền. Con này là mã 69 quá đẹp luôn. Con này là size 55 đến 70kg mặc vừa. 150. 55 cho đến 70kg. Chốt liền em con này là mã 60. Mã chị nào ưng mã 69 chút mã 69 giùm em. Đó 150. Dạ rồi ok. Thôi gọi chị bớt lại. Dạ rồi ok chị tém nha, lấy số 5 cho chị. Ok chị yêu mặc thoải mái. Tại vì phong bài là phong ôm. Dạ rồi ok chị. Rồi. Gương tím đây. Đây mặc tím cho chị xem luôn.
dài quần dài luôn. Rồi ai lấy con này comment lên giúp em là mã. Gì mà tao làm cái lộn xộn vậy? Con này là mấy máy gì vậy? Sao mình đọc nó không có nghe là nó ghi mã vô. Rồi đây là chị, đây là chị Hải ơi. Đây đó, màu tím này, màu tím của chị đây, rất là đẹp luôn nha, tím này mặc cái quần luôn cho chị xem. Rồi lấy mã 5, lấy mã 5 đi chị. À lấy thay 5 rồi, ok em lấy chị rồi, chị chịu quên. Đẹp lắm luôn đó chị ơi, đó bộ mặc vô vừa thơm rất là sang luôn, đẹp lắm luôn đó. Rồi chị Hải có lấy thì chốt giùm em nha. Rồi chốt tím nữa, dạ rồi ok chị Hải. Ok chị Hải. Mấy chị muốn lên xem bao nhiêu ký mấy chị cứ báo giùm em đi, bên em sẽ lên cho. Đây nè mấy chị ơi, có chị nào mà sao làm cái mặt của mấy được. Rồi ok chị nha. Rồi bây giờ em lên áo lẻ tiếp tục với chị nha. Chị Lan Huy hả? Ờ chị Lan Huy ơi, bấm vô follow cho em đi chị Lan Huy. Tại vì cái nick bên kia của em á, bây giờ bên này nó cấm like luôn rồi, nó bị chặn cái chế độ like luôn rồi. Bây giờ em phải qua cái nick bên này em like á, nên chị nào mà cắt cũ bên cái nick bên kia qua bên này nhớ bấm nút follow giùm em nha. Chị 65 kg, em 90. Chị mặc vừa, dạ rồi đúng rồi đó chị ơi, vừa nha. Mã số 8 tầm ngắn. Rồi em, dạ em cảm ơn chị nè. Có đồ bộ nền xanh không? Nền xanh không em? Xanh là chị muốn xanh gì? Chị muốn xanh gì? Chị báo giúp em cái màu xanh đó đi. Lên giúp em cái số ký lại luôn đi nha. Lên số ký chiều cao lại luôn. Số ký và kèm chiều cao luôn giùm em, mã số 8 tầm ngắn. Cái đó mẫu đó 65 kg đổ lại chị ơi. Mẫu đó 65 kg đổ vài, chị đổ lại thôi chị tép thôi, mà không vừa đâu. Cái con đó là không vừa. Con đó chị tép là không vừa nha. Rồi đây nè mấy chị ơi, chị thích màu xanh gì chị ơi? Chị thích màu xanh gì chị Lan Huy? Chị thích màu xanh gì chị báo giùm em. Em tìm cho, lên số ký và chiều cao luôn giùm em, để em xem coi cái size của chị là còn màu gì em sẽ lên cho. Nên là kết bạn em giá lộ với mấy chị á. Chứ không thôi mà nếu mà chốt thơi xong rồi không biết tìm em ra đâu luôn á. Rồi đây, màu xanh ngọc số 5, 70 kg. Dạ rồi ok chị, 1m6. 70 kg, 1m6 mà chị đòi lấy số 5 thoải mái luôn. Thoải mái ha, rồi ok, lựa đi. Rồi đây còn con này chị nào ưng thì chốt giùm em, con này là mã 70. Mã 70 giùm em. Có áo khoác lửng đi, áo khoác lửng đi rồi ok, chị Kim Phượng lên. Chị Kim Phượng lên giùm em số ký lại đi, chị Kim Phượng em lên khoác lửng cho chị xem luôn nha. Hôm nay em lên khoác lửng khoác dài luôn cho mấy chị xem, mấy chị màu muốn lên xem bao nhiêu ký báo số ký giùm em đi rồi em lên cho. Rồi ai lấy con này comment lên giùm em là mã 70. Ai lấy mã 70 chút mã 70 giùm em sale luôn cho mấy chị, giá là 140 luôn đó, rất là đẹp luôn mấy chị nha. Hàng sale luôn mấy chị, 140 ghi giùm em là mã 70 140. Size là size 60 đến 70 kg, 72 kg nha mấy chị nha. Để em coi còn cái gì nữa chị ơi. Xanh ngọc lấy con này giùm em đi. Con này là em bán còn đúng 3 con luôn. Con này là em lấy nhiều lắm. Con này là mẫu này em lấy đủ size, rất là nhiều luôn. Nhưng
mà bây giờ hình như bữa họ xỉ lấy, đúng rồi, xỉ gom hết, còn được có mấy con à. Bên em là chốt heo số ký với chị ơi, như chị Phụng ơi, chốt heo số ký nha, em không có chốt heo cái số số 1, 2, 3 chị ơi, chị cho em xin cái số ký thì chắc chị ơi, số ký chiều cao hoặc là dòng heo là cho chắc nha, chứ em không có chốt cho heo số được. Em xin số ký với chị, cho số ký đi. Rồi đây, con này chị đã ưng thì chốt giùm em, quá trời đẹp luôn. Ai đang xem bấm vô follow của em với chị nha, ai đang xem like em bấm vào follow của em, màu xanh ngọc rất là sang luôn, đẹp lắm luôn, 200 hàng mai nhà đó, lấy con này đi, xuất sắc luôn, hết nước chấm luôn quý chị ơi. Em nói thiệt sự, con này rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn giùm em nha. Đó, trên mặt trên đây là nè, trên hàng trên đây nè, là nó đóng bằng máy hết giùm em, đóng bằng máy hết những cái hộp này nè, đó đẹp cực kỳ, đẹp luôn, sang cực kỳ sang. Rồi mẫu này để em kiểm tra vào màu gì nha, em mới sọt cái thêm mấy màu nè. Cái này thì còn nhiều màu chị ơi, em thử thấy cái số kia, cái bộ này size này em còn nhiều màu, còn mấy size kia thì em còn ít màu thôi. Rồi đây em đọc màu cho mấy chị chọn nha, ai lấy màu gì chốt cho em xin màu đó. Rồi đây, mẫu này chị Đào Ưng thì ghi giùm em là mã 71, em có màu xanh ngọc, mã 71, em có màu nâu, nâu tây, mã 71, em có màu xanh riêu tối luôn đó mấy chị nha, đẹp lắm luôn á. Rồi con này là màu tím nho, mã 71 em có màu tím nho, mã 71 em có màu xanh đen, ưng màu gì báo em mặc đen mở lên cho mấy chị xem cũng được mấy chị nha. Rồi mã 71 em có màu này là màu gì vậy? Cái này là màu nâu tây mấy chị ơi, cái này màu nâu tây. Còn cái nào này là màu da đi, cái này là cái gì đây, là màu da đi, nó nhiều màu quá cái nhìn nó lộn. Màu xanh bơ, mã 71 màu xanh bơ, mã 71 màu xanh lá. Rồi ai lấy màu gì chốt màu đó, ghi giùm em là mã 71 kèm màu, kèm số ký là có đơn nha, kèm số ký và kèm số điện thoại luôn là có đơn nha. Áo khoác 84 ký là mặc size mấy, số 4 không, mặc size 4 giùm em chị nha. Rồi. Mặc size 4 quá nha chị Kim Phượng ơi, chị thích mặc ôm hay sao? Nếu mà chị 64 ký là mặc size 4 á, chị thích mặc ôm hay sao chị yêu ơi, thích mặc ôm hay là sao đó. Rồi chị đây, chị gì Tâm, chị Lan Huỳnh ưng con này thì comment lên em là mã 71 nha. Chị gì, cái này là size lớn, cái gì chị Hải đúng không, chị Hải làm chị 65 ký là mặc size 4 mà. Để em coi size 4 thôi, size của chị có còn không nha, để em coi size 4 của chị còn không chị ơi, em sợ hết lắm, size 4 Hải đâu rồi. Thiết kế phía trước đó thì nó sẽ chích bên hai bên hông, của lộn hai phía sau nè đó, và có đường nối bên của
con, kiểu hay là còn một con. Đó, sang cái con này đi chị Hải, rất là đẹp luôn. Con này đẹp lắm luôn. Hết trơn luôn rồi đó. Cái này là chốt cho chị ấy. Ờ, rồi đây. Này chị Hải thấy thích màu màu đỏ 71 cho chị Hải luôn. Màu đỏ 71 cho chị Hải luôn. Rồi đây nè, con này. Con này là còn đúng một con size size 65 70 kg thôi. 65 68 kg thôi. Nha, chiều cao cho mấy chị 65 68 kg. Đó, rất là đẹp luôn giùm em. Còn đúng một con. Còn đúng một con. Thích mặt ôm là 70 kg mặt vừa, còn nếu mà chị thích mặt thoải mái thì 70 kg thì qua số 5 đi nha. Còn cái này là chị nào nếu mà dưới mặt vừa form thì tập cỡ 68 kg về nha. Đó, 65 68 kg chốt cho em liền con này mã 72. Hộp trên đây là em đóng bằng máy hết nên nó rất là chắc luôn nha, rất là chắc luôn. Đó, cực kỳ sang luôn, mã 72. Ai lấy mã 72 chốt mã 72 đi. 200. Mấy hàng này em đem lên là hàng thiết kế hết đó chị nha. Ờ, có bộ nào 130 ở khung bông và có nha chị Tiền Nguyễn ơi, em còn nhiều lắm, đồ bông em còn bạc hàng luôn. Đó, tại vì trên live thì em nhiều khi em không có like đồ bông lên kịp đó chị. Nếu mà chị muốn xem đồ bông nhiều á, nhiều kiểu chị kết bạn giùm em cái giá lồ thấm lê em đang ghi bên này, mấy chị thấy không, còn nó đỏ nè. Đó, bấm vô giùm em cái này không ai bậy. Kết bạn giùm em thấm lê. Số điện thoại là 63 đuôi đó, kết bạn cho em tại vì đó lựa nhiều mẫu hơn. Tại trên live nhiều khi em không có like kịp với mấy chị. Rồi áo khoác đợi em xíu chị nha. Áo khoác, mày soạn con áo khoác không ạ? Ờ, chị thích mặc ôm hay là mặc vừa, chị thích mặc size 3, size 4 nè. Tại vì 64kg thì nhiều khi á, là bụng chị to thì em lấy size 4 cho. Còn nếu mà bụng chị nhỏ thì em lấy size 3. Chị muốn lấy size mấy, cứ thắm cùng em. Rồi đây nè, chị Hải có lấy mặc này không? Size này của chị Hải luôn nè. Đó, mấy chị muốn lên size nhiêu ký em lên cho mấy chị nguyên một lùn luôn. Cho chị mấy chị lừa đã luôn. Đây em đang lên size này là size 63kg cho đến 68kg. Xong 3 xong 8kg chốt cho em liền con này mã 73. Mã 73 200. Đó, bông là có nhụy cho mày luôn nha. Ở đây là em đóng hết, đóng bằng máy hết sắt nè mày chị thấy không? Đóng bằng máy hết thì em nha, rất là đẹp luôn, 200 cực kỳ sang luôn. Đó, mặt rất là gọn người, con này là mặc vô rất là gọn người luôn giùm em nha. Rồi mẫu này chị nào có thì chốt cho em liền, con này là mã 73. Mã 73 65 68 kg mặc vừa giùm em, mẫu này em còn được một màu nè. Rồi hai màu, em còn hai màu thôi. Đó. 65 với lại là 65 68 kg em còn hai màu. Màu xanh lá với lại là màu xanh biển. Ai lấy 73 màu xanh lá chút màu xanh lá. Ai lấy 73 màu xanh biển chút màu xanh biển giùm em, còn hai màu. Giá 200. Giá chỉ có 200 thôi. Đó, thôi đồ bông giá 130 mà chị thích có tay hay sách mắt chị? Thích có tay hay là sách mắt chị Tùy Nguyễn thì em biết nhưng mà em có thời gian soạn ra luôn cho chị xem. Soạn ra luôn cho mấy chị xem. Xong cái size này rồi em sao em sẽ lên qua sách áo khoác cho mấy chị. Áo khoác xong là em sẽ quay qua cho chị Lan Huy thêm thêm size số 5 nha. Thêm size số 5 70 kg cho chị xem coi chị ưng mẫu nào đúng không? Đây nè, nó đẹp. Nó đẹp giả nang luôn con này. Con này nè, chị nào lấy con này đi. Rồi xong cái này em lên áo khoác cho chị xem. 73 là chị lấy màu gì chị Hải? 73 là chị lấy màu gì? Màu xanh lá hay là xanh biển? Chị thích xanh lá hay là xanh biển chị? Rồi con này là mã 70. 74. Đó, cực kỳ đẹp luôn. À, cái gì? Màu có màu đen không em? À, xanh biển. Mặc cho chị coi. Chị Mai. À, chị lấy xanh lá. Rồi ok, chút xanh lá cho chị. Cho chị Hải màu xanh lá nè. À, xanh biển là chị Mai bao nhiêu ký quên rồi? Mai à 60 mấy ký, 63 ký. Rồi mặt xây C3 à? C3 à? Rồi tí nữa em lên C3 chị xem nha. Ok chị Mai đợi xíu em lên C3 chị xem. Rồi con này chị nào ưng thì chốt cho em liền. Con này là mã 74. Đó, size này chị nào mà hết mặt ơ 70 ký mặt vẫn vừa. Còn chị nào hết mặt thoải mái á, mặt sẽ không bị thấy ngón bụng thì mấy chị tầm cỡ 63 cho đến 62 đi, 62 đi. 62, ủa lộn, 7, 60, 64, ôi, mấy chị 64 đến 7, đến 68 kg mặt đẹp luôn giùm em. Rồi con này thiết kế luôn giùm em nha. Mẫu này là toàn bộ bên em thiết kế hết. Đây, đóng máy hết giùm em, mấy chị thấy không?
đẹp lắm luôn, cái này lộng giải mai luôn, rất là sang, thiết kế cầu kỳ lắm mấy chị ơi. Nhưng mà bán mấy chị nguyên bộ này có 200 thôi, nợ mấy chị mua tiền giải này là mấy chị mua nhiêu tiền rồi đó, cực kỳ sang luôn. Rồi mẫu này em còn được ba màu, ghi giùm em con này là mã 74, em còn được ba màu, màu xanh ngọc đang mặc trên người, màu xanh ngọc đang mặc trên người, màu xanh lạ với lại là màu hồng. Rồi em còn ba màu mã 74, còn ba màu, chị nào lấy ba màu này ghi giùm em là mã 74 kèm màu giùm em, xanh lạ, xanh ngọc với lại màu hồng. Còn ba màu hả? Quên nó mặc cái này cho chị Mai, cái này chị Mai ơi. Đây này chị Mai, chị Mai có lấy không nè? Chị Mai này chị Mai vừa không? Rộng hả? Rộng mà lại ngắn mới chơi. Rộng mà ngắn với chị Mai ơi, chị Mai cao mấy sắp mấy mà không vừa đâu. Cao. Quên nữa, cao chị cao tới mấy sắp mấy rồi. Rồi đây em lên tiếp cho mấy chị xây 65kg hả? Em lên thêm vài con nữa. Rồi em sẽ qua mẫu. Áo lẻ trên là tùy theo mẫu nha chị ơi. Mấy chị bấm thương follow giùm em mấy chị nha, bấm vào chữ follow màu đỏ trên đây giùm em đi mấy chị. Con mã 16 là xe 110. Rồi đây, quả đẹp luôn, cái mẫu này là mẫu mẫu tay liền nha. Tay liền kiểu giùm em, cái này là mẫu tay liền kiểu mặt nè, sẽ không bị ló cái phần mắt luôn mấy chị nha. Mấy chị là thì em mai nó sẽ không có giống như người ta là nó giật cái mắt vô như thế này. Em sẽ mai cho mấy chị là lại vậy luôn nè, nên mấy chị mặc rất là tự tin luôn mà đẹp nữa mấy chị nha. Đó, rất là mát luôn. Rồi ai lấy con này comment lên giùm em là mã 75, mã 75 em còn muốn một con luôn. 75 size này là size 63 đến 70. À có màu đen nữa hả? À đúng rồi, có màu đen luôn. Rồi cái mẫu này 64kg cho đến đến 68kg. Chốt cho em liền màu đen với lại là màu xanh ngọc. Ủa lộn, màu xanh lạ. Màu xanh lạ cho em đi hả? Màu xanh lạ với lại là màu màu đen. Ai lấy thì chốt giùm em nha. À, bộ đang mặc có 80kg không? Dạ 80kg để em qua size, để em qua size nha. Cái này là em đang lên size 4 à, cái này em đang lên size 4 thôi. Rồi đây, rồi chị đậu người chốt cho em con này là mã 75, mã 75 mấy chị nha, mã 75 kèm màu giùm em, 75 kèm màu. Đợi em xíu nha, mấy chị nào đang xem á thì chờ em xíu. Chị Phượng, chị Phượng chị bằng lên nó khoác, đợi em xíu nha. Em xong cái size này xong là em sẽ qua áo khoác liền. Có size nào đó chị Quân? Màu đen với màu màu xanh đó, bộ đang mặc hồi nãy màu xanh đó. Chị Quân, chị Quân, chị Quân vừa đó. Chị Quân là cái mẫu này là em đang lên size chị luôn á chị Quân. Em đang lên size chị luôn á chị Quân ơi. Đây nè, rồi chị nào lấy thì chốt cho em liền. Đây. Có màu xanh lạ với màu đen. Cái này là em tính 68 nhưng mà chị Quân là chị 70kg là chị ok nha. Đó, coi cái mẫu mà đâu em bảy mấy giờ? 75. Màu 75 đó là chị mặc vừa luôn đấy, còn đen với lại là xanh lạ đó. Chị Quân lấy màu gì chốt màu đó giùm em. 200 chị Trang. Hàng này là bữa nay mai nhà ha. Có đường nói bên, có đường chích bên đầy đủ luôn, lộng giải mai luôn mấy chị thấy không? Lộng giải thiết kế mai luôn giùm em mẫu này. Rồi, cho chị con đỏ em mới cầm vậy rồi ok nè. Ok rồi chị đậu ơn thì chốt cho em liền con này ghi giùm em là mã 76. Rồi ai lấy mà 76 chốt mà 76 giùm em. 76 200, mã 76 em còn được còn được 1 2 3 màu. Em còn được 3 màu. Đó, 65 là sáu lộn 64 lên 64 đến 70kg. 70kg là chị nào hết mặt ôm á nha. Giống như chị Oanh hết mặt ôm nè. Đó. Cho chị xem lại mã 75. Rồi ok chị. Rồi đây con này ghi đây là mã 76 em có màu đỏ. Rồi mã 76 em có màu màu xanh bơ. Mã 76 em có màu màu tím than, có 3 màu. Em có 3 màu nha. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em. Đó, 64 cho đến 70kg là mặc vừa giùm em con này. Đó, em có 3 màu. Tím than, đỏ với lại xanh bơ. Cái này là chị Hải mặc đẹp mà chị Hải có thấy thì chốt giùm em. Đó, rất là sang luôn quý chị nha. Đó tay nè. Rất là đẹp luôn giùm em nha. Rồi đưa bài 75 đây. Bài 75 đưa lại chị xem. Đây 75 em còn 2 con đó chị. 75 là em còn 2 con. Mấy màu xanh mặc đây đi thôi. Mấy màu xanh đi thôi. Không, tại vì màu xanh mặc lên cho nó dễ nhìn trên like. Bây giờ em sẽ gỡ màu đen lên cho chị xem luôn. Chứ mà giờ em mặc màu đen luôn nhìn nó tối lắm mấy chị. Tối lắm, mấy chị nhìn không ra đâu. Đó, mẫu thiết kế mấy chị nha. Coi con này là mã 75. Ai lấy mã 75 lấy cho chị xem 80kg nha.
màu xanh lạ đi. Rồi ok, để em coi có nào xanh lạ em đưa lên cho chị luôn. Còn đây rồi chị đã ưng thì chốt cho em liền con này mã 75. Ai lấy 75 chút 75 giùm em. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn nha. Rồi đây màu đen đây. 75 còn có hai màu thôi. Đó, size 70 kg của chị Oanh nè, 70 kg đổ về. Đẹp lắm luôn. Đẹp lắm luôn chị Oanh nha. Đó, chị Oanh có lấy thì chốt giùm em. Cái cổ nó sang. Cái form này là cổ nó sang. Đó. Nè, cái hột trâu này là đóng mái nha, đóng mái chứ không phải là kết với chị nha. Cái hột trâu đó là đóng mái. Đó, chị Oanh lấy hai con thôi chị Oanh. Hai con này cũng đẹp nè chị Oanh. Đó, đẹp lắm luôn. Đẹp lắm luôn. Xanh lạ là có à, xanh lạ hả? Đó, coi chị Oanh lấy màu gì. Chốt màu đó giùm em. À, 73. 73 số 3. 73 là con nào anh? 73 số 3. Số 3 mình còn đúng không? À, đúng rồi. Số 3 mình còn màu gì vậy? 73, 73 là lấy màu gì cho anh? Rồi 73 còn hai màu nè chị Mai thích màu gì? 73 còn xanh lá với lại là xanh biển, chị Mai thích màu gì? Báo em. À, 73 còn hai màu á chị Mai ơi. 73 còn hai màu rồi, xanh màu đen với màu xanh lạ. Còn 80 kg mẫu này nè chị Thảo ơi. Đây nè. Đẹp lắm luôn, xanh lạ. Màu xanh lạ nè, kiểu mới luôn. Đó, có chất 4 men này đủ luôn nha. À chị thích xanh biển đúng không? Rồi ok, để mặc xanh biển chị xem. Rồi đây con này chị đã ưng thì chốt cho em liền. Ghi giùm em là mã 77, size 80 kg nè. 80-85 kg. 80-85 kg chốt liền em. 75-85 kg chốt cho em liền con này mã 77. Mã 77 giùm em. Mã 77 nha. Rồi có tay không? Xanh lạ thì không có tay chị ơi. Xanh lạ không có tay. Có tay qua mẫu mới chị ơi. Qua mẫu khác. Đó, rồi chị đã ưng thì chốt liền em con này là mã 77. 75-85 kg chốt liền em con này. Cái nào? Đúng một con đúng không ạ? Rồi con này 80 kg độ về. 80 kg độ về chốt cho em xin liền con này mã 78, 80 kg. Rồi đúng một con một luôn á. Còn như cái mắt không luôn á chị ơi. Phải không? Đó, chị lấy con này thì chị chốt giùm em đi. Con này đẹp nè, con mẫu mới về. Rồi đây con này ghi giùm em nè mẹ 78, 75-85 kg. Mà 78 anh em lên xe lớn có gì nha. Lúc ý là anh em lên xe lớn 75, chị là 75-85 kg. Thì chốt giùm em con này là mẹ 78. Đó, rồi. Xanh lạ nè. Nếu thích xanh lạ thì lấy con này đi. Nếu chị thích xanh lạ thì chị chốt thêm con này đi. Con tay kiểu nè, giống như mặt số 3 nha, giống như mặt số 3. Đó. Rồi chị đã ưng thì chốt liền giùm em con xanh lạ này. Ghi giùm em là mã 79. Mã 79-200. Cực kỳ đẹp luôn. 75-85 kg mã 79. 75-85 kg mã 79. 200 một bộ của chị nha. 200 một bộ nha chị Yến Châu ơi. Đó, đủ size từ 85 kg độ về. Rồi ai lấy con này ghi giùm em là mã 79. Quá đẹp luôn, mã 79 của chị nha. Rồi ai lấy mã 79 chút mã 79 giùm em, có đường nối hai bên. Đường nối hai bên và có chích 4 men luôn. Chích 4 men luôn giùm em nha. Rồi, con này là mã 79 quá đẹp. 79, cái này là 79 nó còn màu gì không? Đó. Mà còn hết nhiều hết màu rồi, còn mẫu khác thôi nha. 79 em còn được có một màu màu vàng. Đó, chị Thảo lấy thì chốt cái gì Thảo ơi. Cái này là không lấy nó là không còn đâu nha. Tay lớn với chị em còn được có nhiêu đó thôi đó. Mấy chị muốn lên gì mấy chị cứ báo giùm em. Bên em sẽ lên cho. Muốn lên xây nhiêu ký mấy chị phải đợi em lên từ từ cho mấy chị nha. Rồi con này size 75-85 kg. 75-85 kg cái mẫu giống hồi nãy nè. 75-85 kg cái mẫu giống như hồi nãy em mặc nè. Rất là sang luôn. Đây, hộp này đóng hết. Hộp trên hàng này là đóng hết giùm em nha. Đó, màu này là màu xanh ngọc.
màu xanh ngọc giùm em, 75 kg đến 85 kg chốt là giùm em con này. Chị nằm 80 kg là 50 chính giữa nên mặt rất là đẹp nha, mặt rất là đẹp nha. Rồi con này ghi giùm em là mã 80 size của chị, 75 đến 85 kg còn được. Em còn được 3 màu, ghi giùm em là màu xanh ngọc mã 80, màu xanh dương mã 80, màu vàng mã 80. Đó, lấy màu gì chú hồi đó em còn 3 màu. Cái mẫu 80 này là còn 3 màu size 80 kg của chị đó. Xanh biển khoan, đang qua xây lớn để cho tôi đi. Em đang qua xây lớn, đợi em qua xây lớn cái đã. Em không lên lộn xộn như hôm qua, lên lộn xộn hôm qua cái mấy chị khó chốt quá. Chứ không phải gì, em lên lộn xộn vẫn bình thường nhưng mà sợ mấy chị khó chốt thôi. 59 chị vừa không? Mã 59, ủa 79. Chị tình chứ, đọc lộn hoài. 79. Để em kiểm tra coi có size của chị không nha. Nè, đúng không? Bốn còn mấy màu? Còn 3 màu luôn. Em còn 3 màu luôn á chị ơi. Size của chị em còn được 3 màu này chị Lan Thùy ơi. Đây em có màu xanh lạ, màu vàng với màu đỏ luôn nha. Đây mã 79. 79 em còn màu xanh lạ, màu vàng với lại là màu đỏ luôn chị nha. Chị lấy màu gì chút giùm em màu đó. Chị lấy màu gì chút màu đỏ giùm em nha. Ô lộn vậy. Đây, màu đỏ, màu đen đỏ, màu vàng với lại là màu xanh lạ. Rồi ok, xanh lạ cho chị Lan Huy nè. Ghi cho chị Lan Huy vào. Rồi đây con này ghi giùm em là mã 81. Vậy còn một mẫu duy nhất nữa thôi nha. Chị Thảo mà không lấy nữa là không còn luôn. Rồi còn một mẫu này nữa thôi là hết rồi, em qua mẫu mới. Rồi đây con này ghi giùm em là mã 81. Size này là 75 đến 85 kg. Chị Thảo nằm ngay 80 kg là rất là đẹp luôn. Em còn xanh bơ, màu tím than, màu đen xanh với lại là màu đỏ, bốn màu cho chị Thảo nha. Rồi con này chị đang lấy thì chốt giùm em quần ống nhỏ chị ơi. Quần ống nhỏ, dạ đây quần ống nhỏ chị nha, quần ống nhỏ chị nha, không phải quần ống rộng đó chị ơi, ống nhỏ. Rồi xong em qua nữa. Chị nào đang xem trắng giùm em mấy chị ơi, chị nào đang xem trắng giùm em áo khoác mấy chị nha, áo khoác lửng giùm em rất là sang luôn, rất là sang luôn, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Cái này mấy chị mà nếu mà mấy chị dưỡng từ đây, dưỡng đi, dưỡng trắng lên nha. Đó, khỏi mà mất công tầm cỡ tháng hay tháng Tết cái mấy chị đi mua kem mấy chị dưỡng đây nè. Đó, chị mặc thường ngày ở nhà, mặt rất là mát luôn, đó không bị tổn da luôn. Đó, cái da
không phải là ấy đâu. Cái này là không phải là áo khoác ấy đâu, mà em phải may nè, em phải đặt may. Đó, gáp gáp lại rất là nhiều mảnh lại luôn đó chị thấy không? Gáp lại chứ không phải là đặt vô là may. May rồi lấy tiền đâu, không có đâu. Nè nậu da kéo là bao nhiêu rồi? Nhưng mà hôm nay em sẽ sale luôn trên live này cho mấy chị luôn, giá nhiêu? 50k. Giá 50k. Giá 50k nha, mẫu này là luôn ship. Không có free ship luôn, free ship cho mấy chị, không có áp dụng free ship nha. Cái áo này em đã sale rồi nên em không có áp dụng free ship mấy chị nha. Free ship là 30k mấy chị nha. Đó, chị nào đồng ý thì chốt giùm em. Đó, rất là đẹp luôn, phát lửng giùm em nha. Phát lửng có hai túi hai bên. Nếu mà ở ngoài không có túi thì nó nằm phía trong nha, cái túi nằm phía trong mấy chị nha. Đó, phía trong hoặc là phía ngoài. Rồi đây bây giờ em sẽ lên luôn nè chị Phượng ơi, chị Phượng ơi, chị còn xem không? Chị Phượng chấm chấm lên giùm em mấy chị Phượng. Bạn em lên em mặc em đọc qua văn cho chị lựa luôn nè. Nhiều lắm chị ơi, nhiều lắm. Cái này là em đang lên size này là size nhiêu ký? Chị phụ. 84 ký. Đây 84 ký thì em lên đang lên size 3. Chị phụ hết mặt ơn thì lấy số 4 nè. Ủa lưng lấy số 3. Chị này size 3 ký cao với mai lên đến 85 là mặt dưới số 3 này nha chị. Y con này thương hiệu. Cái con đó thương hiệu lên không được. Thấy không? Ném nữa rồi. Cái chữ đó là chữ thương hiệu lên không được. Rồi đây. Đây không còn nhiều nha. Đây xây sáp 4 ký của chị Phượng đây. Chị Phượng ơi, ủa chị Phượng còn xem không? Chị Phượng ơi, chị còn xem không dạ chị Phượng? Nếu mà chị không còn xem thì em qua cái xây khác. Chứ chị Phượng ơi, còn xem không thế? À, 70 ký. Không, dạ có nha. Áo là có 70 ký luôn. Rồi đây, rồi chị đã có thể chốt cho em liền con này. Quá xuất sắc luôn. Còn mấy màu vậy em? Màu da đi em. Là chị đang hỏi là áo khoác hay là hỏi đồ bộ? Chị phải nói chính xác giúp em nha. Rồi đây, rồi con này ghi giùm em là mã 83. Không, chị Phượng hát chị đi ra rồi. Chị Phượng hát đi ra rồi, không thấy chị chấm chấm nữa. Chị Phượng còn xem chị chấm chấm em đi rồi em lên cho chị cái size này. Còn không thì lên 70 ký thôi mà. Lên 70 ký đúng không? Áo khoác 70 ký màu da. Màu da. Không có màu da đâu. Không có màu da. Có bông nhưng mà không có màu đâu. Thử 70 ký mấy chị thích mặc mặc ôm hay là mặc thoải mái? Em thì áo khoác lửng thì em thích mặc ôm hơn. Mặc ôm nhìn nó gọn người hơn. Tại vì cái này áo khoác lửng có bị thương hiệu không nha. Chị đi ra được rồi. Cho chị coi hai cái 70 ký nhà. Rồi ok. Nè 70 ký là con này chắc vừa đó mẹ ơi. Thích mặt ôm á, mấy chị mặt ôm cho nó đẹp mấy chị. Còn thích chị đã thích mặt rộng rồi chứ chị ghi là rộng giùm em. Lấy chị thương. Thương hiệu em lên đây không được á. À cái trên đây đúng không? Khoác trên đây đúng không? Khoác trên đây là 180 một áo nha. Khoác đó là 180 một áo. Nhưng mà size 70 ký của chị Linh Huỳ hình như em hết rồi. Em còn size 65 ký thôi. Coi giùm anh cho chị thương hiệu á. Thương hiệu là lên nó quét á. Quét là nó sẽ không cho em like á mấy chị. Là nó phá like em nữa đó. Nên em giờ em phải cẩn thận mới được. Áo lẻ có 48 ký không? 48 ký em ít lắm mấy chị. 48 ký nhỏ quá em ít lắm. Còn có đồ bộ nha, đồ bộ thì em có nhiều. Đồ bộ thì em có nhiều. Rồi đây 70 ký đổ về là con này được nè. Đúng không? Cái eo thì nó hơi rộng đó mấy chị. Đúng rồi, tay là phải mặc ôm nha. Tay không mặc ôm mà nó bị phụng phình, nó xấu lắm mấy chị. Đây nè. Phụng là vậy là ok rồi. 70 ký là lấy C4 được rồi. 70 ký lấy C4 giùm em đó. Mấy chị đi ra ngoài đường mấy chị kéo giùm em lên tới trên cổ giùm em nha. Đó, còn về nhà mấy chị cứ gỡ ra cho nó thoải mái. Cứ lấy cho chị hả? Chị nói là cứ lấy cho chị. Chị Mai á. Thương hiệu. Lấy mấy cái loại nào mà có thương hiệu rồi chị lấy. Thương hiệu là số 3 thôi. Số 3 hả? Số 3 nè. Thương hiệu. À thương hiệu màu da. À thì ra là chị nói này. Nè thương hiệu màu da em chốt cái chị con này nha. Em không dám đưa lên. À chị nói là số 4. Lấy chị số 4. Số 4 là em cái em đang mặc này nó rộng nha. Nếu mà chị. Hả? Tại sao không đưa nó số
mà đã xuống năm. Ok, áo khoác màu chị là chị gì để em mặc cái size số không? Cái em mặc cái size này cho chị cho của chị gì? Của chị Lan Huyền coi chị mặc vừa không? Vừa. Vừa như chị Lan Huyền có chữ. Chữ không có chữ lấy không? Có chữ thương hiệu. Rồi vậy là em chốt cái màu da đi. Em chốt cái áo màu da đó cho chị gì? Cho chị Lan Huyền nha chị Lan Huyền ơi. Màu nâu nâu đó, đó. Màu nâu nâu tây á. Rồi ok, cái thương hiệu màu nâu tây đó là cho chị gì? Cho chị Lan Huyền. Sao mà hoài luôn quá trời. Rồi ok chị Lan Huyền này, lấy cho chị cái nâu nâu đó luôn nha chị Lan Huyền ơi. Đồng ý thì ok giùm em luôn đi. Rồi áo này 70kg đổ về đây. Bao nhiêu cái thì em đang sale 50k. Em đang sale 50k một cái thôi. Chị nào lấy thì chốt giùm em cho ngay là bởi vì nãy hôm kia mày đưa số 4, mày đưa số 5. Cái xong cái họ làm lộn xộn phải ngủ chứ. Vậy là có số 3 nha chị Lan Huy ơi. Còn một tí nữa con kia mày lấy xe mà xe nào cái mày hãy dùm con xe đó giùm cái đi. Mày cho nó đừng có lừa lộn. Mẹ toàn mày lên theo ý của mẹ không mà luôn. Họ cái con lộn tùm lum chứ không trả lời được cho khách hay chứ. Vậy là chị Lan Huy ơi, chị lựa giùm em lại đi chị Lan Huy. Đây nè, size này là size của chị nè. Rồi nè, bây giờ biết làm sao đây nè. Có 5 con, cái này là có 5 con đúng không ạ? Bây giờ em 6 con. Tổng cộng em có 6 con. Size 70kg của chị Lan Huy. Số 4 nè, size này là size số 4 nè. Ai lấy size số 4 70kg đổ về. Ai lấy size 70kg đổ về em mò được 6 con. Nhưng mà em chỉ còn là ba con này là không thương hiệu nè. Ghi giùm em con đang mặc là mã. Dạ được nha, mẫu đang mặc là được. Mẫu đang mặc là em là size 4 đó. Chị thích lấy size 4 thì chị lấy con này được nè. Em đang mặc size 4, ghi giùm em mã 84. Ghi giùm em mã 84. Rồi con này ghi giùm em là mã 80 85. Con này là mã 85 là tay tay dài dài luôn, rất là đẹp luôn. Còn con này có này là mã 85, ai lấy mã 85 chút mã 85 giùm em kèm số ký và kèm số điện thoại là có đơn đó chị nha. Coi mã 85 con mail này đó, chị Lan Huyền lấy con này đi chị Lan Huyền ơi, em đang lên sai chị nha. Rồi con này ghi giùm em là mã 86 đó, mã 86 50k mát lắm nha mấy chị nha, mặc thử đi. 86 mã 86 nha, 86 84 cho chị cho chị nhanh chân. 84 là con đang mặc nè, để cho chị nhanh chân. 85 chị Nguyễn Thị Mai. Đây em đang qua 70kg đó chị mèo con không lấy hả? Em hết trơn rồi mấy chị ơi, giờ còn mấy con nè, bây giờ nó nghe nè mấy chị ơi. Bây giờ ba con trong tay của em là cái thương hiệu em không dám đưa lên. Bây giờ em đọc màu, chị đọc hết màu gì lấy màu đó giùm em. Chỉ có 50 ngàn thôi, thương hiệu em không dám đưa lên sợ nó bị quét hết rồi nó không cho em like nữa. Nên bây giờ em không dám, em chỉ đọc màu thôi nha. Rồi, một con thương hiệu chữ phờ á, thương hiệu chữ phờ màu nâu. Đây thương hiệu chữ phờ màu nâu đưa vậy thôi nha. Em đưa nghe vậy thôi, chị nào lấy thì chốt giùm em. 65-70kg chốt giùm em là thương hiệu màu nâu nè. Thương hiệu màu xanh, thương hiệu màu xanh lá, thương hiệu màu trà màu trắng, thương hiệu màu trắng đen. Còn ba con size 70kg đổ về.
em còn ba con thương hiệu xe 70 kg đổ về, ai lấy thì chốt giùm em, còn có ba con xe 70 kg đổ về đó, chị nào lấy thì chốt giùm em nha. Cái đó số mấy? À số 4 luôn hả? Rồi 70 kg em còn thương hiệu màu đỏ hả? Rồi số 4 em có thương hiệu màu đỏ, mấy chị ghi giùm em thương hiệu đi. Thương hiệu màu đỏ nè. Thương hiệu màu xanh này là màu xanh dương. Thương hiệu màu xanh dương. Rồi thương hiệu màu này là màu màu gì nè? Màu vàng, màu cam đồng giùm em. Rồi thương hiệu màu cam đồng ai lấy thì chốt giùm em đi chứ tại vì em đưa lên không được. Còn không thì mấy chị cứ nhắn tin vô vô trong cái giá lồ cho em đi nha. Còn không mấy chị cứ nhắn tin mình giá lồ đi em chụp hình thôi cho. Mấy cái hàng thương hiệu em không có like trên đây được. Rồi ok, thương hiệu trắng cho chị. Thương hiệu trắng cho chị Mai, mấy thương hiệu đẹp lắm nhưng mà tiếc một cái là không có lên được thôi. Cái này là cho cô đăng phạm, cho cô nhân trần. Nhanh chân nè. Tối ngoại gì con chỉ ra đây. Ủa chị tối ngoại. Túi trong cho chị nhanh chân ơi. Túi trong cho chị nhanh chân ơi, đây coi. Không có chị túi trong. Túi trong nha. Lấy túi trong cái túi ngoài vậy không có chọn được. Đây nè, hên xui có cái nào ở trong, có cái ở ngoài chị ơi. Cái này là nằm ở trong nha. Được không chị ơi, được thì ok giùm em đi chị nhanh chân. Được thì ok giúp em nha. Chị 6 nào là chốt mã 64, 65 đâu. Số 4, số 5 còn không? Ủa 84, 85 còn không? 84 hết, 84 hết rồi, 84 của chị gì kia rồi. Chị nhanh chần có lấy không? Lấy thì báo giùm em đi, còn không thì em nhường qua cho chị 6 đào nha. Còn không thì em nhường qua chị 6 đào nha. Ờ con 85 nữa, 85 hết rồi. Ủa 85 cho ai vậy? 85 hết rồi chị Mai ơi. Chị Anh Trần trả lời giùm em nha, còn không em nhường của chị khác nha. Trời ơi, mấy con thương hiệu đẹp lắm chị ơi. 85 đẹp chứ chị rồi em, chị Mai ơi. Chị hả? Chị là ai nói 85 là con đó vậy? Hả? Ai nói 85 là con này vậy? Nó là 84. Cái gì? Đây này còn mấy cái thương hiệu đẹp quá mà mấy chị không thấy hả? Mấy chị chọn, mấy chị chọn sáng tối đi em lấy cho. Ừ, còn sáng tối đi tại vì bây giờ cái thương hiệu nó nhiều quá. Nói chung là đẹp không à? Ờ, chị Hữu Phúc Châu bao nhiêu ký chị Hữu Phúc Châu ơi? Hai nào chị bao nhiêu ký lên số ký giùm em mới chốt được chị ơi. Chị bao nhiêu ký lên số ký giùm em đi em mới chốt được. Chị mèo con mà lấy 70 ký mà số 5 chị có mua rồi thì chị lấy màu tối màu sáng em lấy cho chị nè. Chứ giờ bị thương hiệu hết trơn. Bị thương hiệu rồi em lên like không được. Cái mẫu đó em like không được. À 70 ký đúng không? Rồi em lấy cho chị hai màu. Hai màu ha, rồi chị cho em xin số điện thoại luôn đi chị ơi. Lên số điện thoại giùm em. Số điện thoại bỏ số 0 đầu giùm em, ghi ba số chấm cái, ghi ba số chấm cái giùm em mấy chị nha. À, một cái thương hiệu cho chị sáu đào. Ok chị sáu đào rồi. Chốt cái này xã của chị Nhanh Trần đi chị Nhanh không? Chị Nhanh Trần không có ấy thì giờ mình xả ra đi, đưa này cho chị gì? Cho chị sáu đào nè, rồi ok chốt chị sáu đào nha. Ủa phải không? Phan, cái này chị Nhanh Trần là như gì vậy? Em lựa cho chị ba cái áo có túi ngoài. Rồi để em coi. Phan được mấy con đó. Cho chị Tiền Nguyễn mã 86 lên cái điện thoại giùm em ơi chị ơi. Chị Tiền Nguyễn mã
chị gì sáu nào, chị sáu nào là chốt với chị cái mã gì? 84, 85 hết. Không rồi. À, từ từ con đã để hết rồi chị. Cho chị con này đi. Cái này còn rất là đúng không? Rồi ok, cho chị 6 nào là một cái thương hiệu với lại là một cái mã. Mã gì nãy rồi? Mã 84. Mã 84 rồi. Của chị 6 nào là có hai con nè. Rồi cho chị Hủ Lộc, cho chị Hủ Lộc bên đây. Bên đây hai con thương hiệu luôn. Hai con thương hiệu là em không đưa lên được nha. Thương hiệu là cái tên của thương hiệu đẹp lắm luôn, nhưng mà tại vì em không dám đưa lên nó quét hết mấy chị. Rồi ok, em cảm ơn mấy chị nha. Rồi em hết size số 5, hết size số 4 rồi. Rồi size số 5 em qua size số 5 cho chị mèo con. Lấy cho chị size số 5, ok. Còn này số mấy mà còn để gì vậy? Số 4 còn đây, sao giấu ở đây đây? Chàng ơi, cái con này số mấy đây? Số mấy? Đây nè mấy chị ơi, em còn con này quên nữa. Đây nè, mỗi chị lấy thêm một con nữa đi, em còn cái bông nè. Rồi đây nè, có chị nào lấy con này không? 70kg em còn con này. 70kg em còn 65-70kg em còn con này. Chị nào lấy thì chốt giùm em. 65-70kg em còn con này. Quá xuất sắc luôn. 50k đó. Còn con này nữa, còn qua giang này nữa là hết luôn rồi. Còn qua giang này nữa là em hết luôn rồi. Chị Hữu Lộc có lấy thêm con này không? Chị Hữu Lộc ơi, đẹp lắm luôn. Thương hiệu bông này 54kg là chị Tì Nguyễn nè. Chị Tì Nguyễn cho số điện thoại chị Tì Nguyễn ơi. Chút đơn không cho số điện thoại lại không lấy được đâu. Lấy thêm một cái, còn cái cho thêm một cái kìa. Rồi ok cho chị 6 nào 18 nè. Chị 6 nào nè. Rồi chị nào lấy bông này nữa ghi giùm em là mã 18 màu tím treo bao nhiêu ký chút dễ gì chị kể xô lên cho khách hàng loại 1 nha. Rồi chị Tiền Nguyễn, ok chị Tiền Nguyễn lấy cho chị một cái bông này hồi nãy đưa ra lên chị đâu. Rồi ok lấy cho chị một cái bông này nha, rất là đẹp luôn, đẹp lắm luôn. Rồi ai lấy nữa thì chốt nha. Rồi chị Minh Nguyễn. Còn con xanh không em? Con xanh là con gì? Rồi chị Minh Nguyễn ơi, cho em xin cái số 60kg hả? 60kg là qua size 3 đi chị ơi. Qua size 3 đi, cái này là size 4 rồi. Cái này là size 4, 65-70kg. Rồi em còn nha, chị nào lấy nữa thì chốt. Rồi em qua size 5 cho chị kia đi. Có mấy size mà cứ chốt từ hãy chốt là hãy không ạ? Cái này cuối cùng là số mấy vậy? Xanh thương hiệu em còn chị ơi. Xanh thương hiệu em còn chị Mai ơi, chị Mai có lấy thì chốt cho em nha. Xanh thương hiệu em còn có chị Mai. Lấy cho chị một cái túi ngoài số 4, một cái túi ngoài số 4 luôn đúng không? Em lấy cho chị cái thương hiệu được không chị ơi? Cái thương hiệu nha. Để em coi còn, à còn đây. Rồi em lấy cho chị một cái con xanh thương hiệu, một con xanh thương hiệu em không có đưa lên nha. Thương hiệu cho chị đây nè, cầm này, bỏ phiếu vô cho chị nhanh đi. Rồi chứ lại là chị Mai con này, chị Mai con thương hiệu xanh luôn, số 4 luôn. Chị cầm đưa luôn rồi còn dạ. Rồi ok chị yêu này. Đồ bộ bao nhiêu? Dạ đồ bộ là 100, đồ
bộ này là trên đây là 200 một bộ gì nha. Đồ bộ 200 một bộ, áo khoác em đang sale là 50k một áo gì nha. Rồi đây số 5 đây mấy chị ơi. Qua văn số 5 đây, chị nào ưng qua văn số 5 chốt qua văn số 5 này là size của chị gì? Chị gì quên mất tiêu nữa rồi. Đấy chị kêu, chị nào kêu lên số 5. Chị mèo con ơi, chị lấy mấy con, chị mèo con ơi, đây nè, em đang lên size 5 của chị là chị mèo con. Chị mèo con. Cái áo bông đen. Thì đúng rồi, áo khoác nha chị Thúy Thanh ơi, nhưng mà em còn size 65kg về thôi. Em còn size 65kg về thôi nha chị ơi. Rồi ok nè, rồi lên mẫu này. Chị nào lấy thì comment lên giùm em là mã 87, size số 5. Đó. Thương hiệu là sao? Dạ thương hiệu là những cái không nói được. Thương hiệu là em không thể đọc tên được mấy chị. Em không thể đọc tên. Đó. Có gì ngày mai em có chút đơn chị em báo, tại vì em đợt trước là em có đọc thương hiệu á, đọc cái tên của nó trên like luôn. Cái nó khóa like em luôn, nó không cho em like nữa, em mất một lít rồi đó mấy chị. Tại vì cái thương hiệu á, em đọc cái tên thương hiệu lên cái nó bị quét á, là nói là em bị vi phạm á, nên nó không có cho em like nữa, nó bị khóa một lít like luôn rồi đó. Bởi vì giờ em sợ lắm, bây giờ em đặt thương hiệu là em né hết, em không có like cái thương hiệu. Đó, chị nào mà biết cái thương hiệu thì mấy chị chốt mà, tại vì thương hiệu đẹp hơn mấy cái hàng thường luôn. Cái hoa văn của nó đẹp hơn luôn á. Dạ, màu đó tươi đó là hàng mai nhà, chị giá 200k. 67 cho chị mèo con. 67 cho con này. 67. Ủa, 87 cho chị mèo con. À, đồ bộ màu đỏ. Màu đỏ tươi đó nè. Mà chị đó bao nhiêu ký? Mấy chị đâu cho số ký đâu mà em trả lời cho mấy chị ơi. Mấy chị phải cho số ký rồi để em kiểm tra coi size của mấy chị là còn hay là không. Đó là em mới báo mấy chị được nha. Rồi đây con tiếp theo cho em, bây giờ em đưa qua văn lên mấy chị nha. Con nào mà không có thương hiệu em đưa qua văn, còn con nào có thương hiệu thì em không có đưa lên. Còn đây con này ghi giùm em là mã 88. Mã 88 giùm em, ai lấy mã 88 chút mã 88 cho em lên số 5 nha. Đang lên số 5 75kg về, ok. 75 cực kỳ đẹp luôn. Chị là cũng có được triệu đó chị. 70-75kg chốt thì em là mã 80. 88. 88 là qua văn này, còn số 5 đâu? Có chị hình như là thương hiệu không hay gì đó. Chị muốn lấy thương hiệu đúng rồi. Dạ có lộn xộn vô đó chị ơi. Em có lộn xộn vô đó. Coi mã 85 cho chị mèo con. 85 cho chị mèo con. Đây nè, size 5 em còn được có một chồng ít xỉu à. 88 cho chị mèo con luôn. 88 là chị mèo con. À chị 57kg. 57kg là mặt size 2. Rồi size 2 để em lên áo khoác đi rồi em sẽ lên lại chị xem ha. Rồi đây con này ghi giùm em là mã 89 size số 5. Mã 89 size số 5. 89 nha. Đó, 50k một áo. 50k một áo. Rồi con này mã 90. Con này là mã 90. Mã 90 cho em con để mới về mặt nè. Đó, size số 5 luôn. Mã 90. Rồi con này là mã 91. Cái này là chị nào mà chị gì ta? Chị Lan Huy, nếu mà chị thích mặc thoải mái chị mặc cái này vẫn được nha. Chị Nguyễn Minh Nguyễn ơi, mã 89 chị cho em xin biết giùm cho đi chị. Chị Minh Nguyễn là 60kg. 60kg em này em lên số 5 không vừa chị nha, tí nữa em lên xe nhỏ chị lựa. 89 là mã nào cho tôi? Cái gì? 89 là mã nào? Màu nâu á. Cái này xuống nè. Màu nâu, mà đó có không? Kiếm mật vậy mà. Rồi đây con này ghi giùm em là mã 90. Mã 90. 91. Hả? 91. 90 đâu? À con này là mã 91 giùm em. Con này là mã 91 size số 5. Size số 5, mã 91. Có được xem hàng cái gì, có thể xác xem là cho xem hàng trước khi nhận cái gì ơi. Và con này ghi giùm em là mã 90. 92, 50k, sale luôn. 50k, mã 92. 92 mấy chị ơi. Có hai túi nha. Đó, hên xu mấy chị nha. Có túi ha, nhầm cái là túi ngoài, nhầm cái túi trong. Mà cái nào cũng có túi hết trơn nha mấy chị. Đúng rồi, bây giờ còn nhiêu là thương hiệu hết nè. Bây giờ em còn thương hiệu hết nè. Này con này không phải thương hiệu. Con này không phải thương hiệu. Rồi con này chốt đi giùm em. Con này là mã 93.
93. Đó, số 5 mã 93. Số 5 mã 93. Rồi chị Nguyễn Linh ơi, chốt mã 89, mã 92 hả? 89, 92 cho em xin cái số ký và số điện thoại luôn chị nha. Cho em số ký và số điện thoại luôn. Rồi chốt đơn nha chị ơi. Rồi đây, rồi số 5 em có 3 cái hương hiệu, một cái xanh dương, một cái đỏ với lại một cái trắng. Đó. Chị nào lấy hương hiệu thì báo em. Hương hiệu thì em không có đưa qua văn lên được. Em không có đưa lên qua văn được. Nên chị nào lấy thì cứ chốt em hương hiệu, nói là hương hiệu kèm màu đi. Xanh dương, đỏ, trắng, em có 3 màu hương hiệu đó. À, lát nhắn tin cho chị rồi ok chị nhanh chờ. Ok chị chờ nha. Số 3 đó tôi cho chị ghi tiếp đi. Rồi chị Nguyễn Linh nè, chị Nguyễn Linh là chị em chưa chốt của chị Nguyễn Linh được nha. Chị Nguyễn Linh phải lên số ký em mới lên được chị ơi. Lên số ký chiều cao em mới chốt được cho chị Nguyễn Linh nha. Con này là chị kia chốt không? 87 nè. Nè 87 nè cho chị ấy nè. Rồi lên số 3 đâu? À, số 3 đâu? Bấm vô theo dõi giùm em đi mấy chị, để khi nào mà em like mấy chị sẽ nhận được thông báo nha. Rồi đây con này cứ giùm em là mã